Radio. Hồn bướm mơ tiên Tác giả Khái Hưng Người đọc Xuân Hiếu Một Trên con đường Bắc Ninh Đông Triều, chiếc xe ô tô hàng bon bon chạy bóng một người hành khách giận âu phục thò đầu ra cửa ngơ ngác nhìn rồi kêu cho tôi xuống đây sau một tiếng còi lanh lảnh xe từ từ đổ người hành khách xuống xe đi rẽ sang tay phải theo con đường đất gồ ghề cong queo tuy lúc đó đã vào khoảng năm giờ chiều mà lửa tháng năm hãy còn gay gắt mặt trời xiên ánh sáng xuống cái lạch nước phía bên đường rồi phản chiếu lên khiến người lữ hành phải đội nghiêng cái mũ dạ về bên trái để che cho khỏi chói mắt. Hai bên đường, lúa chim vàng ối, từng bọn vừa đàn ông, đàn bà, con gái, cúi khom lưng cầm liềm nhỏ cắt lúa trong dáng dội vàng châm chỉ lắm, như sợ trời sắp tối không đủ thời giờ mà gặt xong thửa ruộng. Một bọn nửa phần đông lực lưỡng, người thì lấy sức, rít dây lạc, bó các lượm lúa lại thành từng bó, người thì cắm đòn sóc xuống đất đứng bắt chéo chân nhìn dơ dẫn trong một thửa ruộng ngay sát chân đồi một đám hơn mười người con gái công việc đã xong ngồi nghỉ trên những bó lúa xếp thành đống ở bên vệ đường để chờ bọn đàn ông trở lại gánh nốt thấy người lữ hành một cô trỏ bạn chị em ơi nhà tôi đã về kia kìa một người cười rộ cô hát ví von Hỡi anh đi đường cái quan Dừng chân đứng lại em thang dài nhời Đi đâu dội mấy anh ơi Công việc đã có chị tôi ở nhà Các cô vỗ tay cười rủ rượi Lữ khách như đã biết tiếng con gái dùng bắt đáo để Cắm đầu rảo bước trên đường Không ngoảnh cổ lại Thì cô hát ví lại đứng dậy như muốn chạy đuổi theo và gọi Này anh Anh đưa em sách vali cho khốn nạn, thương hại, nhà tôi đi đường mệt nhọc, mồ hôi mồ kê thế kia kìa. Lữ khách đi đã xa, còn nghe văn dặn sau lưng câu hát kẹo. Anh về kẹo tối anh ơi, kẹo bác mẹ mắng rằng tôi dỗ dành. Qua cánh đồng lúa, lữ khách đi vào một con đường tối, giữa hai đồi cây cối um tùm, đường đã gồ ghề lại phải con dốc, nên lữ khách mệt nhoài, đặt vali xuống ngồi thở. Lúc bấy giờ ở vườn sắn bên đồi, một chú tiểu quần nâu áo nâu, chân đi đôi dép quai ngang sơ sài, đầu đội cái thúng đầy sắn, đường lần từng bước leo xuống con đường hẻm. Thốt gặp người lạ chú bẻn lẻn hai má đỏ bừng, có lẽ vì chú tu hành ở vùng quê không trông thấy người giận tay mấy khi nên chú sợ hãi chăng. Người kia thấy chú giật lùi lại một bước thì mỉm cười, ngã mũ chào rồi hỏi thưa chú, chú làm ơn bảo dùm cho, từ đây vào chùa Long Gián đường còn xa hay gần? Chú Tiểu tò mò nhìn lữ khách hỏi lại. Thưa ông, ông có phải là ông Ngọc không? Dân, chính phải tôi là Ngọc, nhưng sao chú biết? Chú Tiểu hai má càng đỏ ẩn cúi đầu trả lời. Thưa ông, vì mấy hôm nay, cụ thường nhắc đến ông Cụ nói ông sắp lên chơi giảng cảnh chùa. Vậy ra chú cũng ở chùa Long Giáng. Dân. Thế chú cũng về chùa. Dân. Gần đến nơi chưa chú? Đi hết con đường đồi này thì trông thấy chùa. Ngọc đứng dậy sách vali nói. Vậy ta cùng về chùa. Ngọc đi bên cạnh chú Tiểu liếc mắt nhìn trộm nghĩ thầm quái lạ, sao ở vùng nhà quê lại có người đẹp trai đến thế, nước da trắng mát, tiếng nói dịu dàng, trong trẻo như tiếng con gái. rồi chàng quay lại hỏi chú tiểu, chú tu ở chùa này từ bao lâu? thưa ông mới hơn hai năm nay. chú tiểu chừng muốn đổi sang câu chuyện khác đột nhiên hỏi ngọc, thưa ông ông là cháu cụ long giáng tôi, phải cháu gọi bằng bác phải ông học trường canh nông phải chú biết tường tận lắm nhỉ chú tiểu cười gượng <cười> cụ tôi vẫn nói chuyện đến ông luôn lúc hai người ở con đường hẻm đi ra thì mặt trời đã khuất sao đồi gió chiều hay hãy đã mát mùi lúa chín bốc lên thơm phức khiến ngọc ngắm cảnh nơi thôn giả êm đềm trong lòng xiết bao tình cảm chú tu ở vùng này thú nhỉ Thực ông đã ở xa nơi trần tục mà mến cảnh chiều am nên thì không còn gì lấy làm vui thú hơn nữa nghe câu nói có vẻ con nhà có học Ngọc mỉm cười hỏi chú tiểu chú biết chữ nào dân nhờ ơn cụ dạy bảo tôi cũng giỏi vẻ đọc được kinh kệ thế thì đi tu sướng lắm chú ạ à. có cảnh đẹp lại có sách kinh phật mà đọc để quên cuộc đời náo nhiệt phiền phức hay tôi xin phép cụ ở lại chùa, tu với chú nhé. Chú Tiểu quay mặt nhìn sang phía bên đường, rồi giơ tay trỏ Bảo Ngọc, như muốn nói lãng. Thưa ông, chùa Long gián kia rồi. Hai người đứng lại ngắm chùa, lưng chừng một trái đồi cao, mái ngói mốc rêu chen lẫn trong đám cây rậm rịch, bốn góc gác chuông dược lên trên từng lá xanh um. Chùa đẹp quá chú nhỉ? Dân, Long Giáng là một danh lam thắng cảnh ở vùng Bắc, Cụ tôi thường thuật cho tôi nghe rằng chùa này dựng lên đời Lý Nhân Tôn. Trước chỉ là một cái am nhỏ lập tranh, sau vì có một bà công chúa đến xin nương nhờ cửa Phật nên nhà vua mới sửa sang nguy ngay như thế. Câu chuyện thụ pháp của công chúa thật tỏ ra rằng phép Phật quyền diệu biết bao. Chú làm ơn kể lại cho tôi nghe có được không? Dân, tôi xin thuật hầu ông nghe những lời cụ tôi đã kể. Chắc ông cũng biết, Đức Thái Tổ nhà Lý khi còn hàng di nhờ đạo Phật rất nhiều nên lúc Ngài lên ngôi rồi Ngài dốc lòng chăm chỉ sửa sang các chùa chiền đến Đức Nhân Tôn vì bận việc chinh phục chim thành và chống chọi với nước Tàu nên trễ nải đạo Phật Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn giúp nhà vua tỉnh ngộ liền cho một nàng tiên Nga giáng thế đầu thai tức là văn khôi công chúa công chúa nhan sắc diễm lệ một thời nhưng khi lớn lên chỉ ngày đêm học đạo tu hành sau về nhà vua cố ý kén phò mã công chúa liền đương đêm lẻn trốn bước đi nhờ các thần tiên đưa đường tới nơi này xin thụ pháp đức cao quyền hòa thượng về sau có thám tử báo tin đức vua mấy phen cho quan quân đến chùa đón công chúa về triều công chúa nhất định không nghe nhà vua nổi giận truyền quan quân phóng quả đốt chùa ngọn lửa vừa nhóm bỗng một con rồng vàng hiện lên phun nước tắt ngay vì thế chùa này mới lấy tên Long Giáng từ thuở ấy. Nhà vua nghe tin đã sợ, từ đó ngài dốc lòng tin theo phép màu nhiệm của Đức Thích Ca Mô Ni và lập tức cho sửa sang chùa để công chúa ở lại tu hành. Chùa này vì thế bắt đầu trùng tu từ thời ấy, đã bao phen tu bổ lại, nhưng kiểu chùa vẫn y nguyên như cũ. Ngọc mỉm cười. Chú biết rộng lắm nhỉ? Chú Tiểu cúi mặt nhìn xuống đất xe sẻ đáp thưa ông đấy là cụ tôi kể cho nghe tôi chỉ thuật lại mà thôi nhưng chú thuật khéo lắm lại thêm chú có cái giọng dịu dàng êm ái quá lần này là lần thứ ba chú tiểu nói lãng chết chữa đi mãi nay đến phiên tôi thỉnh chuông tôi đi thôi không về trễ cụ quở ở chùa không còn ai cả có chú mộc nhưng nay đến phiên tôi cụ chưa thấy chú về chắc cũng bảo chú mộc đánh chuông thai chứ gì Nói dứt lời thì ngẫu nhiên chuông đâu như đáp lại, hoang thai, giọng dạc, buồn tiếng. Ngọc mỉm cười. Đấy, chú coi, tôi nói có sai đâu. Phía tây sao dãy đồi cỏ biết, sát trời đỏ ẩn, lấp loáng qua các khe đám lá xanh đen, mái chùa rêu phong đã lẫn màu cùng đất, cùng cây, cùng cỏ. Khoảnh khắc mấy bức tường và mấy cái cột gạch quét vôi chỉ còn lờ mờ in hình trong cảnh nhiệm đồng, một màu tím thẳm. Trong làng không khí yên tĩnh, tiếng chuông thông thả ngân nga như đêm mùi thiền làm tăng vẻ đẹp cảnh thiên nhiên. Lá cây rung động, ngọn khói thước tha, bông lúa sột soạt như cảm tiếng gọi của moni muốn theo về nơi hư không tịch mịch. Ngọc liếc mắt nhìn chú Tiểu, thấy chú vừa đi, miệng vừa lâm râm cầu nguyện, nét mặt có vẻ trầm tư. Cái buồn rất hay lây, đi cùng đường với một người, hình dung cho trí tâm hồn thấy đều nhiệm một vẻ u ể chán chường ngọc cảm thấy trong lòng nảy ra mối sầu vẫn dơ mang mát và đoái nghĩ tới cảnh náo nhiệt phiền phức ở hà thành nhưng tuổi thanh niên dễ buồn mà cũng dễ vui lúc ấy lên đồi đường đi khập khểnh đá sỏi thì trơn lại thêm trời nhá nhem sắp tối nên ngọc trượt chân suýt ngã văng cái vali xuống sườn đồi chú tiểu dợi kêu chết chữa Ông có can gì không? Không. Ngọc Toan trèo xuống dốc nhặt vali thì chú Tiểu đã vội đặt thúng sắn thoang thoát chạy sách lên. Cảm ơn chú. Hai người cười ồ. Chú Tiểu nói. Ông nên cẩn thận, gần đến chùa rồi. Có cái giếng cạn ở bên đường, khéo mà ngã xuống đấy thì khốn. Để tôi đi trước, dẫn đường cho. Cảm ơn chú. À quên, tôi chưa hỏi chú tên gì. Tôi là Lan rồi chú trỏ tay bảo ngọc tam quan đây rồi tam quan chùa long giáng cũng như nhiều tam quan các vùng chùa bắc cách kiến trúc rất sơ sài trông như cái quán có ba gian hẹp trên nóc làm vô lên một cái mái nhỏ giống hệt cái miếu con giả tam quan không có cánh cửa mà hình như chỉ có một cảnh để bài trí cho đẹp mắt chứ không dùng để ra vào vì thế tam quan xây ngay trên sườn đồi đứng thẳng như bức tường không ai leo lên được còn ra vào đã có cái cổng con. Chú Tiểu Lan đưa Ngọc đi qua một cái giường sắn, rồi vòng quanh một bức tường qua. Một người điền tốt, cởi trần, quần nâu, ống sắn lên qua gối ở trong bến chạy ra. Anh ta chưa kịp trông thấy Ngọc, dội dã, gắt với chú Tiểu. Kìa chú Lan, cụ vừa gỡ chú đấy. Cụ đâu? Cụ đương làm lễ ở trên chùa, Sao hôm nay chú về muộn thế? Chú Tiểu vừa nói vừa trỏ Ngọc đứng cạnh đấy mấy bước. Tôi gặp ông Ngọc là cháu cụ đến dẫn cảnh chùa nên đi hơi chậm. Chú bảo chú Mộc lấy gạo tám thổi cơm nhé, để ông Ngọc xơi cơm. Ngọc dội đỡ lời. Thôi được, chú cho tự nhiên, tôi ăn cùng một thứ cơm với các chú cũng được mà. Anh Điền Tốt cười. Thưa ông, chúng tôi ăn cơm hẩm với dưa, tơi sao được. Chú Tiểu Lan mỉm cười. Dân, ông nói rất phải, đã đến cảnh chùa thì cũng phải ăn kham khổ. Trước cụ tôi cũng chỉ xơi cơm hẩm, mấy năm nay vì cụ tuổi tác yếu đuối mà xơi mỗi bữa có một chén, nên nhà chùa cấy riêng một mẫu tám để cụ dùng. Nhưng mời ông hãy vào nghỉ ở trong nhà tổ để đợi cụ xuống. Ngọc theo chú Tiểu đi vào một tòa nhà gỗ thấp lập ngói, bên trong bài trí rất sơ sài. Ở gian giữa sau cái bệ đất trên giải chiếc chiếu đã cũ là bàn thờ tổ đặt trong một cái hậu cung xây thùng ra như cái miếu. Ngọc dán bức màn giải tay đỏ lên, thấy bài xếp hàng đến hai chục pho tượng, liền hỏi chú Tiểu. Đây là các chị sư tổ có phải không chú? Không nghe tiếng trả lời, Ngọc quay lại thì chú Tiểu đã đi từ bao giờ. Ngọc đợi một lúc lâu, Ngọc vẫn không thấy ai ra vào. Trời dần dần tối, một lát sau, trông không rõ các thứ bài trong nhà nữa, lại thêm ngoài sân lờ mờ có bóng trăng, nên ở chỗ tối nhìn ra, thấy như mình ngồi trong cái hang sâu vậy. Ngọc vừa mệt vừa khát, đường mong có người nào để xin chén nước, thì qua cái dại che hiên, thấp thoáng có ánh đèn từ dưới bếp đi lên rồi tiếng người nói này chú mộc tôi đã bạch cụ rồi cụ sắp xuống đấy à trong khi tôi bận làm đèn thì chú đã lấy nước để ông ngọc rửa mặt chưa tiếng trả lời chưa tôi đang bận giả vừng thế bà hộ đâu nhưng thôi tôi đem đèn lên rồi tôi lấy cũng được Chú Lan bước vào, cái đèn dầu quả hình bức măng chiếu ánh lên, mặt chú trông càng xinh lắm. Ngọc ngắm chú lại tưởng đến bức tranh người con gái Nhật cầm chiếc đèn xếp của họa sĩ Ung đang mang. Nụ cười tự nhiên nở trên môi Ngọc khiến chú Tiểu ngước mắt trông thấy ngượng nghịu, lúng túng, đặt cái đèn xuống, thư rồi dội bước ra ngoài. Này chú Lan, chú làm ơn, cho tôi xin ấm nước nhé chú tiểu chân trong chân ngoài quay cổ lại trả lời dân mời ông ngồi chơi rồi lát nữa xuống nhà trai xơi nước và sơi cơm thì uh, chú đi đâu dội thế hãy vào đây tôi hỏi câu chuyện đã chú lan ngần ngừ bước vào thưa ông đây là nhà tổ sư tổ thụ trai nghĩa là sơi cơm ở buồng bên còn khách thập phương thì sơi cơm nước ở nhà trai cũng như nhà khách của các ông. Phải đấy, chú giảng nghĩa cho tôi biết ít nhiều phong tục nhà chùa. Này chú, ở nhà tổ thì thờ các sư tổ, nhưng hai gian bên cạnh này thờ ai thế? Đấy là các hậu, nghĩa là những người không có thừa tự, bầu hậu ở chùa thì nhà chùa cúng cho. Có tiếng guốc lập cập ở ngoài hiên, Ngọc nhìn ra, một vị hòa thượng mặc áo giải nâu rộng chân đi đôi guốc tre già, tay chống cái gậy trúc, ung um dung bước vào. Ngọc đứng dậy, chấp tay vái. Lạy bác ạ. À. Cháu đấy à, cháu đã được nghỉ hè rồi à. Dân. Mẹ cháu được mạnh chứ. Cảm ơn bác, mẹ cháu nhờ dời, vẫn mạnh. Chú Lan nghe Ngọc nói tủm tỉm cười đi ra. Mấy phút sau chú bưng lên thao nước, Ngọc trông thấy vội vàng đứng ra hiên. Cảm ơn chú, chú để đấy cho tôi. Sư cụ nói tiếp. Sao không lấy ghế đẩu? Chú không trông thấy thầy ấy giận quần áo tay à? Ngọc đỡ lời. Được, bác để mặc cháu. Rồi trở vào cái khăn mặt giải ta nhuộm màu nâu còn mới hỏi chú Tiểu. Khăn của chú đấy chứ, chú Lan. Thưa ông, khăn mới lấy ở hòm ra đấy ạ. À sư cụ mắng sao không lấy khăn mặt bông để thầy ấy dùng rồi quay lại hỏi ngọc cháu mới đến nhà chùa mà đã biết tên chú ấy là lan thưa bác cháu gặp chú lan hỏi chuyện nên biết lúc đó ngọc lại thấy chú tiểu cười liền hỏi thầm sao chú cười tôi lan khẽ đáp vì thấy ông xưng cụ là bác ông nên bạch cụ đã xuất gia tu hành thì người nhà dẫu thân đến đâu cũng không được nhận họ ngọc mỉm cười thế à cảm ơn chú nhé từ nay tôi không hỏi tường tận nên không biết một lát chú mọc lên mời ngọc xuống nhà trai ăn cơm ngọc đứng lên xin phép sư cụ rồi theo chú tiểu đi qua sân tới một nếp nhà ngang dài đến 10 gian nhưng chỉ để ba gian làm nhà tiếp khách thập phương còn thì ngăn ra từng buồng làm phòng ngủ ở đây bài trí có phần lịch sự hơn nhà tổ, gian giữa, giáp cái sập gỗ mít, kê một cái bàn và đôi tràng kỷ liêm lâu ngày đã đen bóng. Trên xà treo một cái đèn ba dây có chụp thủy tinh men trắng. Hai bên kê sát từ tường ra tới ngưỡng cửa ba bộ ghế ngựa quan dầu ghép liền với nhau. Ngọc nhát nhìn mâm cơm đặt trên bàn múng mỉm cười. Buổi tối thấy nhà chùa có vẻ náo nhiệt, nhộn nhịp, kẻ lên người xuống lách cách bát đĩa nồi, mâm, chàng vẫn tưởng các chú tiểu sửa soạn một bữa tiệc sang để thết khách quý. Ai ngờ, trên chiếc mâm gỗ vuông chỉ lỏng chỏng có đĩa dưa, đĩa cà và đĩa muối dừng. Lúc đó chú Lan bưng lên một bát đậu phụ kho tương, khói bài nghi ngút. Chú hơi cao mặt, hỏi chú Mộc. Sao chú không bảo bà hộ rắn đậu? Dầu lạc hết rồi, mai mới mua được. Chú Lan quay lại nói với Ngọc. Thưa ông, bữa nay ông hãy sơi tạm, nếu mai ông muốn dùng cơm mặn, xin bảo bà hộ làm riêng để ông dùng. Ngọc tươi cười đáp. Cảm ơn chú, nhưng tôi thích ăn cơm chay. Ông quen ăn mặn, nay dùng một vài bữa cho biết mùi, chứ ăn mãi cơm chay thế nào được? Được chứ, bên tay cũng có người chỉ ăn rau cùng hoa qua quả quanh năm mà khỏe mạnh hơn là ăn thịt. Thế à thưa ông? Nếu vậy càng hay. Không những tôi thích ăn chay, tôi lại muốn xin phép cụ được cùng ăn với hai chú cho vui." Chú Lan cười. "Thế không được. Sao vậy? Tôi chỉ muốn nếm thử mọi sự kham khổ của đạo Phật, vì tôi thấy tôi yêu đạo Phật lắm, nhất là từ ngày tôi bị..." Nói đến đấy, Ngọc ngừng quay lại, suýt nữa chàng đem chuyện riêng của mình thổ lộ với chú Tiểu. Ngọc không hiểu gì đâu lúc mới gặp chú Lan chàng đã có lòng quyến luyến và như người gặp bạn thân muốn đem hết những sự đau đớn phiền muộn của mình cùng chú chia sẻ. Ngọc ngồi âm thầm nghĩ ngợi, hình như đương ôm lại một quãng đời dĩ dãn, thì chú Lan đã xới bát cơm đặt lên mâm, nói Mời ông xơi cơm. Cảm ơn chú. Sao chú lại bảo tôi không thể ngồi ăn với các chú được? Thưa ông có hai cớ. Một là như thế người ta cười, Hai là chúng ta đã tu hành thì không phải ăn kham khổ mà lại không được ngồi cùng mâm với... Với người trần tục phải không? Nghĩa là với người không tu hành. Như đến mai có dọn cơm, ông ngồi xơi hầu cụ cũng phải bưng hai mâm chứ ông không được ngồi cùng mâm với cụ. Lạ nhỉ? Nhưng nếu tôi cũng đi tu thì được chứ? Chú Lan mỉm cười. Dân, nếu ông thụ giới nhưng khi nào ông lên chức sư cụ thì mới được nghĩa là ít ra cũng ba mươi năm nữa lúc đó nghe có tiếng mỏ chú lan vội vàng chạy lên nhà tổ ngọc cũng bắt đầu ăn cơm quay ra phía bên thấy chú Mộc đứng khoanh tay ngọc liền hỏi sao chú lan nghe tiếng mỏ lại chạy hấp tấp đi đâu thế bẩm sư tổ gọi cụ gõ mỏ là gọi à vâng nếu có hiệu lệnh mà không thưa khiến cụ đánh đến tiếng thứ tư thì chúng tôi phải ra ngay sân quỳ để chịu tội luật nhà chùa uy nghiêm nhỉ chả cứ chúng tôi đến sư bác sư ông cũng vậy năm ngoái sư ông ở đây cũng đã phải quỳ đến nửa ngày thế à vậy bây giờ sư ông đâu bẩm cụ cho đi trụ trì ở chùa gần đây vậy ở đây chỉ có chú với chú lan Dân. Chắc rồi hai chú cũng lên sư bác chứ gì. Thưa ông, tôi thì còn lâu lắm, nhưng chú Lan thì rất sáng dạ, mới thụ giới hai năm, kinh kệ đã thông lắm, có lẽ ít nữa thế nào cũng được lên sư bác. Phải, tôi cũng nhận ra như vậy, nhưng chú có biết quê quán chú ấy ở đâu không? Bẩm, nghe đầu chú ấy ở Ninh Bình, cha mẹ mất cả. Nhưng kìa sao chú không đi ăn cơm? thưa ông ở chùa chỉ ăn có hai bữa một bữa sáng sớm một bữa đúng ngọ thế không đói à khổ hành lâu ngày quen đi chứ chính phép nhà chùa thì chỉ được dùng một bữa cơm trưa mà thôi nhưng tôi chắc đó chỉ là luật pháp nhà chùa đã dễ ai tuân theo ấy những người không tu hành vẫn đều tưởng thế có người lại ngờ chúng tôi ăn thịt ăn cá nữa nhưng chẳng bao giờ có thế Nhất là ở đây sư tổ tôi lại nghiêm giới lắm, xa một tí là cụ phạt ngay. Ngọc phần thì đói, phần thì cơm chay lạ miệng nên ăn ngon lắm. Chàng nghĩ bụng, cứ bảo ở chùa kham khổ, nhưng đậu, vừng cùng dưa cà thì cũng chẳng kém gì thịt cá. Tự nhiên, trong trí Ngọc nảy sinh ra cái ý tưởng muốn xa lánh chúng phòng qua. Ngoài sân, ánh trăng chiếu lờ mờ, rặng tường hoa lòng bóng xuống lối đi lát gạch mấy cây đại không lá ẻo lã uống thân trong giường sân um tươi giận vật có vẻ dịu dàng như nhiệm màu thiền êm đềm tịch mịch hai sáng hôm sau ngọc đưa ngủ say bỗng tiếng chuông chùa in ỏi đánh thức ngọc giật mình mở choàng mắt ngơ ngác không nhớ mình nằm ở đâu thấy chú tiểu mộc bưng đặt thao nước trên chiếc ghế đẩu Ngọc chợt nhớ ra và hỏi. Mấy giờ rồi chú? Thưa ông, vào khoảng cuối giờ dần sang đầu giờ mão. Ngọc nghe nói mỉm cười, súng xính bộ quần áo pyjama ra hiên rửa mặt. Trong giường trước sân, các lá sắn hình hoa thị còn động vật sương lóng lánh, dưới chân đồi một dòng nước bạc thấp thoáng lượng trong sương mù. Mặc xong quần áo, Ngọc vội vàng lên chùa. Trên chiếc bục gỗ trải chiếu đậu, sư cụ ngồi tụng kinh, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào quyển sách có chữ to đặt trên cái kỹ nhỏ gỗ mộc. Tay phải sư cụ gõ mỏ như để chấm câu, cứ đọc bốn chữ lại đánh một tiếng. Tay trái sư cụ đặt lên quyển kinh, thỉnh thoảng lại rời trang giấy, nhắc chiếc dùi gõ vào thành cái chuông con hình dáng như cái lon sành. Sư cụ có vẻ tôn nghiêm lắm, bao nhiêu tâm trí thu cả vào quyển kinh, không hề thấy cụ liếc mắt ra chỗ khác. Các pho tượng ngồi trên bệ gạch như đương lắng tai nghe, có vẻ trầm tư, mặt tưởng. Tiếng kinh du dương, mùi trầm ngào ngạt, ngọc tưởng tượng sống trong một thế giới khác, thế giới mộng ảo thần tiên. Bỗng một tiếng chuông, ngọc giật mình ngoảnh lại. Theo tiếng ngân, chàng lần tới một cái bậc gạch bên tả, rón rén lần từng bước leo lên cái gác chuông con. Tới bậc thượng cùng, vừa nhô đầu lên, chàng nghe có tiếng đà Phật, rồi kế tiếp một tiếng chuông ngước mắt nhìn chàng gặp chú lan tay cầm chiếc vội gỗ thấy ngọc lan hơi đỏ má mỉm cười ngã đầu chào đôi bạn mới gặp nhau hôm qua nay như có chiều thân mật song chú tiểu dẫn chăm chú vào phần sự đọc dứt một câu lại đánh chuông những câu niệm phật ấy dần dần ngắn bớt và những tiếng chuông kế tiếp một lúc một thêm gần nhau cho tới khi đổ hồi Ngọc đứng chờ đến 15 phút cho chú tiểu đánh xong hồi chuông cuối cùng, đặt dồ xuống gác. Sao chú phải cầu kinh thế mới đánh được chuông? Lan cười. Đánh chuông phải đọc thần chú chứ. Thần chú? Hay nhỉ. Nghĩa là 10 câu niệm Phật, 3 hồi, 123 tiếng. Vậy nhớ được cũng khó lắm nhỉ? Phải học thuộc lòng chứ những ba hồi 123 tiếng, thảo nào mãi bây giờ mới dứt hồi. Tiếng chuông thứ nhất của chú làm tôi thức giấc. Tôi tiếc quá vì đương dở cái chim bào. Làng dịu dàng hỏi. Thưa ông, chim bao lành hay dữ? Chim bào thú lắm. Tôi thấy tôi đi với một người sư trẻ tuổi, chỉ vào trạc tuổi chú mà thôi. Chúng tôi đi trên con đường quanh co, hoắt ngoéo ở giữa hai trái đồi, cây cối um tùm, ánh trăng chiếu sáng qua những khe lá, bóng in xuống đất như gấm, như hoa. Một lát sau chúng tôi đến một cảnh bồng lai, dưới chân một ngọn núi, dòng nước chảy róc rách như tiếng gõ mỏ. Trên cành, tiếng chim hót véo von, bên mình, ai cười khanh khách. Tôi quay đầu lại, thì lạ quá, bạn tôi đã biến thành một trang tuyệt thế dài nhân. Ấy chính lúc đó, tiếng chuông của chú đã làm tôi thức giấc chủ làng bẽn lẽn mộng mị của ông đầu ngô mình sở đến buồn cười lạ nhất là người con gái ấy lại là chú chú tiểu hai má ửng đỏ chú cười sằng sặc như muốn giấu sự xấu hổ thẹn rồi đáp lại nam mô a di đà phật kẻ đã quả quyết xuất gia tu hành thì trai cũng thế mà gái cũng thế có khác chi vậy bây giờ giá đức thích và có dùng phép màu nhiệm bắt tiểu này quá ra làm gái cũng không có gì thay đổi cả kim mà. Tôi còn nhớ một hôm sư tổ giảng sự tích Phật có dạy rằng Phật bình sinh đối với đàn bà, con gái vẫn có bụng nghi ngờ cho rằng bọn họ không những không đủ tư cách để tu hành được trọn vẹn mà lại thường làm ngăn trở sự tu hành của những kẻ thành tâm mộ đạo. Cho nên, ngài thường dạy các môn đồ đối đãi với đàn bà con gái rất nên cẩn thận phải xa lánh họ và ra công ngăn ngừa cho khỏi mắt vào lưới dục tình sự tổ lại theo gương phật mà dạy chúng tôi rằng đối với đàn bà con gái phải coi họ như mẹ mình khi họ hơn tuổi hay bằng tuổi mình và nếu họ kém tuổi mình thì nên coi như em ruột mình lúc nào cũng phải yên tâm yên trí như thế mới mong tránh được sự cám dỗ tôi đã hết sức luyện tập tâm trí như lời sư tổ dạy nên tôi coi đàn ông hay đàn bà không khác nhau chút nào và dí phỏng bây giờ tôi quá ra làm con gái tôi cũng không biết là trai hay là gái chỉ nhớ rằng mình là người xuất gia tu hành mà thôi Ngọc ngờ Lan là gái nên bịa đặt ra câu chuyện chim bao để dò ý tứ khi nghe Lan cố lấy giọng tự nhiên diễn lời Phật dạy Ngọc lại càng ngờ lắm chàng vừa cười vừa bảo chú Tiểu. Chú cứ dốc lòng cầu nguyện được cải nam vi nữ đi, Đức Thích Già sẽ chuẩn y cho sự ước vọng của chú được thành sự thật đấy. Làng có vẻ ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hỏi Ngọc. Đời này có thể có bậc quan âm thị kính không nhỉ? Ngọc ngơ ngác hỏi lại. Thị kính là ai thế chú? Lan mỉm cười. Vậy ra về đạo Phật, ông kém cỏi lắm nhỉ? thế mà muốn đi tu sao được? Bà Thị Kính tức quan âm là một người Triều Tiên cải dạng Nam Trang để xuất gia đầu Phật. Chắc này trong đám phụ nữ chả ai có gan dám cải dạng như thế. Ngọc ngẩn người ra, nghĩ dơ nghĩ dẫn có ý buồn rầu. Quay lại thì Lan đã bước xuống bậc thang. Chú xuống đây à? Dân, tôi đi thấp hương. 3. Ngọc nấn ná ở chơi chùa Long Gián đã 10 hôm, tình thân mật đối với chú Tiểu Lan một ngày một thêm khăn khích. Đến nỗi cả chùa, sư cụ, cho chí, ông thiện, bà hộ đều biết rằng hai người là một cặp tri kỷ, ý hợp tâm đầu. Từ hôm nói chuyện với chú Tiểu ở trên gác chuông, mối hoài nghi của Ngọc ngày một tăng. Trí nghĩ lúc nào cũng nhắc tới câu hỏi, gái hay trai? hỏi rồi lại tự trả lời chả lẽ là gái những lời bàn về đạo phật của chú tiểu có ý khinh bỉ cánh phụ nữ nhưng ta cũng ngốc tệ phải nếu hắn là gái thì hắn càng cần phải làm thế để giấu ta chứ đích rồi chính hắn là gái hôm ấy ngọc hai tay chắp sau lưng thung thăng đi bách bộ dưới rặng thông già ta hẹn cho ta mười hôm nữa là cùng phải tìm ra sự bí mật này Lúc ấy có tiếng ai gọi. Thầy phán! Ngọc quay đầu lại, một bà lão cấp rổ chè tươi rảo bước đi tới. Bà cụ gọi tôi. Thầy có phải ở chùa Long Giáng không? Phải, cụ hỏi điều gì? Hay cụ muốn bán chè? Tôi nhờ thầy bảo dùm chú Lan, cho rằng đừng chờn dờn đến nhà tôi nữa mà có ngại què cẳng. Sao vậy cụ? bà lão mặt hầm hầm tức giận ai lại đã tu hành còn ghẹo gái cụ làm đấy chẳng khi nào chú lan lại bậy thế chả khi nào con cháu nhà tôi từ ngày nó gặp chú ấy nó sinh ốm sinh đau mất ăn mất ngủ ngọc cười thế thì lỗi ở cháu cụ chứ ở đâu chú lan đừng ngờ cho người ta tội nghiệp cụ ạ à. nếu nhìn nó Chú ấy không cười cợt nhí nhảnh thì đâu nên nổi. Được, cụ để tôi về bảo chú ấy cho. Bà lão vui vẻ. Dân, thầy giúp cho. Thôi chào thầy ạ. À. Không dám, chào cụ. Ngọc trao mài lo lắng tự hỏi. Lạ nhỉ, có lẽ hắn là trai thực sự ư? Mà sao hắn lại không phải là trai? Trí ta tiêm nhiễm tiểu thuyết quá, hóa quẩn mất rồi. Ngọc lây quay suy nghĩ vừa đi vừa nhìn xuống đất, bỗng nghe tiếng sột soạt trong giường chè bên con đường hẻm. Kiển chân nhìn qua hàng rào thấy chú Mộc đường buộc bó cành khô Ngọc chào. Kìa chú Tiểu! Chú Mộc chưa kịp đáp lại, chàng đã lấy tay rẽ một lối bước vào giường. Chú đã nhặt đủ hai ôm rồi à? Đưa lạc tôi bó giúp cho một bó. Thôi, ông để mặc tôi không bẩn áo. Ngọc ngắm chú Mộc tự chân đến đầu, mỉm mỉm cười. Chú Mộc ngước mắt thấy chàng cười chẳng hiểu chi, cũng cười. Có biết đâu rằng Ngọc đang so sánh chú với chú Lan, một người quê mùa cục mịch, một người trắng trẻo xinh xắn. Ngọc thốt nhiên hỏi. Sao tên chú ấy lại là Lan nhỉ? Như tên con gái ấy. Mộc giảng nghĩa. Lan là tên cụ đặt cho, tên chú ấy chính là Thận kia. Sao cụ lại đổi tên cho chú ấy thế nhỉ? Tên Thận cũng hay chứ. Vì ai mới tu hành cũng phải bỏ đi tên cũ, rồi sư tổ đặt cho một tên mới, chọn trong các giống quê, chẳng hạn quê lan, quê quỳ, quê hồng, dân dân. Ngọc nghĩ thầm. Ra ta làm to, ta cứ tưởng Lan là tên con gái, té ra chỉ là một tên sư cụ đặt cho. Khen thai sư cụ, cũng khéo tìm được cái tên xứng đáng. Chú tiểu lại nói, "Cụ đặt cho chú ấy cái tên Lan là vì chú ấy tới chùa vào đầu mùa xuân." Ngọc muốn gợi chuyện. "Ngày đầu chú ấy cũng không được đứng đắn thì phải." "Không, chú ấy đứng đắn lắm, mộ đạo lắm." Ngọc lẫn thẫn hỏi, "Chú ngủ cùng buồn với chú Lan chứ?" "Không, tôi vẫn ngủ ở nhà trai, còn chú Lan, cụ tinh yêu giao cho giữ buồn kho, nên hôm nào cũng ngủ trong buồn kho, cài then, kỹ lưỡng lắm. Nhiều hôm đêm khuya gọi, lai thức gì, rất là khó khăn. Một tia ngờ nảy trong trí ngọc, làm gì mà cẩn thận quá thế? Thôi, chắc hắn là con gái rồi. 4. Ngọc ở nương chè về, dáng điệu buồn rầu đứng tựa cột hiên chùa nhìn dơ dẫn dưới chân đồi thẳng cửa tam quan trong ra con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đi tích về phía rặng tre xanh biếc bao bọc mấy xóm xa xa bên đường lạch nước phẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như tấm kính dài cảnh đẹp bỗng gợi lòng thích hội họa của ngọc xưa này chàng đi đâu chơi cũng thường đem theo giấy cùng hộp màu thủy họa chàng liền xuống nhà trai mở vali lấy các họa cụ lên ngồi vẽ đường hí hoáy pha trộn màu, nghe có tiếng cười khúc khích sau lưng, Ngọc quay lại và kêu. Chú Lan! Đường buồn gặp chú Tiểu, chàng lại thấy lòng vui, chàng cũng chẳng hiểu gì sao cứ dắn chú lâu lâu là cảm thấy mình nhớ dơ nhớ dẫn, như thiếu cái gì mà không nhận ra. Xong ở nơi hiểu lánh, không mấy ai biết nói câu chuyện cho ra câu chuyện, thì hai người trí thức làm gì mà chẳng chống thành một cặp tri kỷ, cái đó có chi lạ chú Lan nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh rồi bình phẩm. Cây đại ông vẽ sao không có ngọn? Không cần có ngọn. Vẽ thế sái. Ngọc mỉm cười, nhưng gần quá thì trong sao đủ toàn thân cây được. Thêm vào chứ, mà cảnh của ông không có người. ấy tôi cũng biết thế. Chính tôi đương muốn tìm một người làm kiểu mẫu hộ. Ừ, hay, hay chú đứng cho tôi vẽ nhé cứ nghĩ ra mà vẽ không được à? Cũng được nhưng không đẹp vì không giống hệt dáng bộ. Đi chú làm ơn ra đứng tựa gốc cây đại cho một lát. Dân, thì ra, nhưng ông vẽ mau lên nhé. Ngọc đặt cái bìa cứng lên hai đùi, cầm bút chì ngồi nghỉ ngợi. Chú nhìn ngang về phía rặng đồi bên tả. Được đấy, chú đứng yên cho. Độ 15 phút sau, Ngọc hai tay cầm dơ bức tranh, nhắm một mắt lại ngắm nghía rồi mỉm mỉm cười. Xong rồi, cảm ơn chú. Làng dội dàng bước lại gần ngưỡng cửa chỗ Ngọc ngồi, thoạt nhìn chút kinh ngạc. Chết, sao lại vẽ tôi mặc áo tứ thân như con gái thế? Không hề chi, tôi chỉ mượn chú làm mẫu để vẽ một người con gái đẹp thôi mà. Chú làng có dáng không bằng lòng, quay ngoảy quay đi. Ngọc dội gọi giật lại này chú chú giận tôi đấy à lạnh lùng chú tiểu đáp ông khinh tôi quá lần này không biết là lần thứ mấy ông chế giễu tôi ông coi tôi như một người con gái không phải là tôi dám khinh chú chỉ vì chú đẹp trai lắm kia mọi lần tôi không nhớ nhưng lần này thì tôi xin lỗi chú quả thực tôi không có ý gì chế giễu chú tôi chỉ muốn vẽ bức tranh cổ tích chú lan tuy giận mà cũng không nhịn được bật cười Tranh cổ tích thì cần gì có hình tôi. Ấy thế mới vẽ ra chú là một người con gái. Chính tôi muốn thuật lại bằng nét bút sự tích bà công chúa đời đức nhân tôn xuất gia đầu Phật. Câu chuyện chú kể cho nghe bữa nổi mà. À, ra thế. Đây, chú coi. Công chúa vừa tới chùa, đứng tựa góc đại già, nhìn về phía thăng long, nghĩ tới đức vua cha cùng hoàng hậu, râu râu, giọt lệ rơi trên má. Thế thì ông dễ sai rồi, công chúa quả quyết đi tu mới tới chùa là vui đạo Phật ngay. Truyện thực dẫn thế, nhưng tôi muốn tả cái tâm tình công chúa lúc bấy giờ, đường phân dân, nửa muốn quay về nơi đế đô vì sợ cha mẹ nhớ thương, nửa muốn ở lại mà tu thành quả phúc. Lan mỉm cười, Ngọc thấy Lan cười cũng cười theo, rồi nói luôn. Lúc bấy giờ có tiếng chuông chùa ngân nga như để đánh tỉnh cơn mê, như để gột rửa linh hồn trần tục của công chúa. Lan lại cười. Ông dễ sao được tiếng chuông? Dễ được. Nghĩa là dễ công chúa có mắt lờ đờ ngước nhìn trời, như đưa nghe tiếng chuông chùa mà cầu khấn đức thích và mô ni, tin ngài cứu vớt cho được thoát chốn trầm luân. Nếu ông dễ được thế thì khéo lắm, còn dễ công chúa mặc áo tứ thân thì chắc ông theo sự tích Phật và Phật tổ, khi rời bỏ cung điện liền cởi bộ gấm đổi lấy áo cà sa của một vị hòa thượng. Ngọc tuy không hiểu sự tích Phật cũng trả lời liều, ấy, chính thế. Một lúc lâu hai người ngồi yên lặng trên thềm hiên chùa, mỗi người như đương theo đuổi một ý tưởng riêng. Về phía đông nam mấy trái đồi phản chiếu ánh chiều tà nhuộm một sắc da cam nền trời xanh nhạt, lơ thơ mấy án mây hồng. In trên cánh đồng lúa chín màu vàng thẳm, con cò trắng thông thả bay về phía tây, đôi cánh lờ đờ cất lên đập xuống loan loáng ánh mặt trời. Bên cái quán gạch cũ ẩn núp dưới đám mây đen, trên con đường hẻm, dài ba đứa một đồng cưỡi trâu hát ngheo ngao trở về trong xóm. Ngọc cất tiếng hỏi Lan. Trong cảnh này tôi tưởng tượng như còn thiếu một thứ gì ấy là ông tưởng tượng đó thôi. Phải, cái cảnh đẹp thế kia, êm đềm thế kia, dịu dàng thế kia, tôi coi vẫn như không có linh hồn. Cũng như lúc nãy, chú bình phẩm bức tranh của tôi, chê rằng thiếu vẻ hoạt động gì không có vẻ người. Lan cười hỏi, vậy thiếu cái gì? Thiếu ái tình, vì cảnh yên lặng diễm lệ này, tạo quá chỉ để riêng cho những người yêu thưởng thức lãnh đạm lan trả lời không phải thiếu tiếng chuông vì đến giờ thỉnh chuông rồi mà tí nữa tôi quên bẵng dứt lời lan vội vàng cắm đầu chạy ngọc gọi đợi tôi giới rồi cũng chạy theo sau khi lên tới đầu thang gác chuông bỗng lan kêu rú lên một tiếng lùi lại ngọc vừa bước tới thành thử lan ngã ngay vào lòng chàng ngọc ôm bạn liêm diêm cặp mắt cái gì thế câu hỏi như đánh thức linh hồn chú tiểu, chú giật mình, đẩy mạnh Ngọc ra rồi chạy tuột xuống chân thang. Ngọc theo xuống. Cái gì mà chú sợ hãi quá thế? Làng thở hồng học ngồi xẹp xuống bậc thang, nói không ra tiếng. Con, 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 con rắn. Ngọc ngơ ngác. Có rắn à? Chú trông thấy ở đâu? To hay bé? Làng, mặt còn tái như gà cắt tiết, nhưng đã hơi hoàng hồn, mỉm cười gượng trả lời. bằng cái đũa cả ấy, nó có đớm qua, trời ơi, hú vía. Chú để nó đấy cho tôi. Ngọc quay đi tìm khí giới, mấy phút sau chàng trở lại đem theo một cây đòn sóc. Lan đã hết sợ ngăn lại. Thôi, ông đừng đánh nó phải tội, ở nhà chùa không được sát sinh. Thế nó cắn mình thì nó có phải tội không? vừa nói chàng vừa xăm xăm chạy lên thang khi chàng gần tới nơi lan ngửa mặt trong lo lắng ông hãy đứng lại nhìn xem nó nằm ở chỗ nào đã chẳng nhỡ vô ý dẫm phải nó nó cắn thì khốn ngọc theo lời kiển chân nhìn khắp một lượt rồi cúi xuống gọi chú lan cứ lên nó chạy rồi không thấy đâu nữa chàng rón rén bước lên rồi xem xét lại một lượt khắp các xó gác chuông chú lan cũng đã tới nhớn nhát nhìn xung quanh chưa hết sợ. Bây giờ thì chú cứ yên tâm mà niệm Phật thỉnh chuông, rắn có trở lại, đã có tôi, tiếp chiến. Câu nói khôi hài khiến cả hai cười rang. Rồi Lan bắt đầu thỉnh chuông, còn Ngọc thì chống đòn sóc tựa vào tường, đứng khoanh tay, phưởng ngực, hút thuốc lá, trồng ra dáng một tay hào hiệp và có vẻ tự phụ bên giật được một người yếu đuối đã sẵn lòng ký thác sự bảo hộ cho mình. Đêm hôm ấy Ngọc trằn trọc loay quay trên chiếc giường tre, không sao ngủ được, trong lòng nghĩ dẫn, nghĩ dơ. Vì lúc chú Tiểu sợ hãi ôm chầm lấy Ngọc, Ngọc có một cảm giác khác thường, cảm giác ấy vẫn còn mang mát trong lòng. Ngọc tự hỏi, sau khi anh em bạn ta đùa ôm ta như thế ta không thấy tim hồi hộp. À phải rồi, chỉ vì ta yên trí rằng chú Lan là con gái ngọc bỗng bật cười cười sằng sặc đêm khuya thanh vắng ngọc tự nghe tiếng cười của mình khanh khách giữa khoảng im lặng thì rùng mình ghê sợ nằm mãi không ngủ được ngọc liền dậy mặc quần áo đi bách bộ ngoài hiên hôm ấy vào hạ tuần trăng vừa mọc trông như cái sừng trâu treo ngược trên đỉnh đồi cũng là trăng khuyết nhưng đối với trí tưởng tượng của ngọc thì trăng thượng tuần trông dịu dàng âu yếm mà trăng hạ tuần trông lạnh lẽo buồn tẻ Ngọc đi đi lại lại không biết bao nhiêu lượt trên hiên nhà trai. Khi tới phòng chứa là chỗ chú Lan ngủ thì như có sức mạnh thiên liêng gì giữ chàng lại. Chàng dừng bước, đứng lắng tai nghe, không một tiếng gì lạ, chàng lại đi. Một lần Ngọc áp má vào cánh cửa buồn, bỗng cánh cửa mở tung ra làm Ngọc suýt té nhào. Thì ra buồn kho không có ai, Ngọc đứng nhìn quanh khắp một lượt, nghĩ thầm. Quái! Chú này, đêm khuya đi đâu thế? Được, ta cứ thùng thằng bách bộ, thế nào, hắn cũng trở về buồn. Khi đến đầu hiên bên kia, Ngọc Trong lên chùa trên, nhát thấy ở chỗ khe cửa tàu giò có một vật đen đen vừa đi dục qua, liền lần tới, xe xe ải cửa, bước vào. Trong chùa lờ mờ tối, trên bàn thờ, ngọn đèn dầu lạc leo lét chiếu ánh, một cái bóng đen với bó hương tỏa khói. Ngọc trục giày rơm, trón rén lại gần thì thấy chú Lan cấm hương vào bát hương rồi quỳ trên bục gỗ chắp tay lăm răm cầu khẩn. Ngọc tuy núp sau cái cột ngay bên cạnh nhưng vì Lan khấn nhỏ quá không nghe rõ. Chỉ thỉnh thoảng lọt vào tay Ngọc những mẫu câu đại khái phù hộ cho đệ tử đủ nghị lực xa chốn trầm luân. Lạ nhất là luôn luôn Ngọc nghe rõ Lan nhắc đến tên mình đi liền với một tên khác hình như thì thì phải. Ngọc liền ở chỗ ẩn nấp đi ra định đến dỗ dài chú tiểu, nhưng bây giờ tâm trí để cả vào sự cầu nguyện, làng không biết rằng Ngọc lại gần, thành thử chàng đứng ngay sau lưng mà chú vẫn không ngờ. Ngọc bỗng giật mình kinh sợ vì chàng vừa nghe chú tiểu, hấn một câu ghê gớm. Đệ tử đã dốc lòng tin mộ đạo, không ngờ nay mới biết lòng trần tục vẫn chưa rủ sạch nhưng đệ tử xin thề ở trước mặt đức từ bi. Nghe tới đó, Ngọc rón rén lui về phía cửa rồi lẳng lặng bước ra. 5. Trong chùa Long Giáng kẻ tới người lui có vẻ tấp nập nhộn nhịp, dưới nhà ngang đối diện với nhà trai, ông hộ và ba bốn người làng đến giúp việc đứng bên chiếc bàn dài, kẻ lao lá mít, kẻ đóng oản, tiếng kêu chí chát, chốc chốc lại thấy có người đội vô giấy, ngựa giấy và những hình nhân đến. Ngọc tuy lần đầu được mục kích quan cảnh ấy ở chùa nhưng cũng chẳng lưu ý tới. Lòng chàng đương bưng khuân về câu chuyện tối hôm qua nên nhớ nhát chàng đi tìm Lan để dò cho ra bí mật. Lên trên chùa chàng gặp chú Lan đương cầm phất trần phẩy bụi ở các pho tượng, còn chú Mộc thì lúi húi lao các cây đèn nến và bình hương, ống qua. Ngọc lại gần hỏi chùa ta sắp có việc gì mà có dễ náo nhiệt thế? Chú Mộc quay lại trả lời. Hôm nay bắt đầu làm chai cho dông linh ông Hàn. Thảo nào ở nhà tổ thấy nhiều đồ mã thế? Ngọc chỉ hỏi chỉ nói cho qua quýt nhưng bao tinh thần đều chăm chú cả vào Lan. Mong cho chú Mộc bỏ đi để được ở lại một mình với Lan. Im một lúc lâu chàng lại dơ dẫn hỏi Mộc. Chú không xuống nhà giúp việc đóng ảnh không phải việc của tôi. Câu trả lời cọc lóc khiến Ngọc khó chịu. Mai sau, chú Lan như giúp nguyện vọng của chàng, bỗng bảo chú Mộc chạy qua xuống nhà tổ, xem sư cụ có truyền điều gì không, vì hai người cắm cuối suốt từ sáng sớm đến giờ ở trên chùa. Ngọc nghĩ thầm. Hắn vô tình hay hắn muốn ở lại một mình với ta? Xong, tuy được như lòng ước mong mà chàng cũng chẳng biết hỏi câu gì. Quái lạ! trước chàng mới ngờ bạn là gái thì đứng trước mặt bạn, cử chỉ ngôn ngữ còn được tự nhiên. Này đoán chắc bạn là gái rồi thì lại thấy mình bẽn lẽn ngượng nghịu. Có lẽ đó là tính nhút nhát của con người có giáo dục, có lương tâm, hay đó chính là ái tình. Ngọc mũm mỉm cười trong lòng sung sướng, chàng đương tìm cách khai màu câu chuyện. Bỗng có tiếng guốc lợp cợp, ngoảnh lại thì sư cụ đã đến gần, cười bảo Ngọc cháu lên đây để nghỉ ngơi cần được yên tĩnh mà gặp tuần trai thế này chắc phiền cho cháu lắm nhỉ bạch cụ không sao ạ à, nhưng cháu ở chùa làm phiền cụ và làm khó nhọc cho các chú tiểu tới nay đã hơn nửa tháng nên cháu muốn xin phép cụ mai cháu về hà nội sư cụ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời nếu cháu sợ chuông trống làm ầm ĩ thì bác chả dám giữ bạch cụ không phải thế hay cháu sợ ngăn trở việc học của cháu Nếu chỉ có thế Thì cháu cứ kê các tên sách cháu cần dùng Chờ hôm nữa hơi bắt bảo chú Lan Về Hà Nội lấy lên cho cháu Ngọc ngỏ lời Xin về là chỉ để dò ý tứ Lan Nên thấy sư cụ giữ thì đứng im Sư cụ biết Ngọc thuận ở lại Quay ra bảo Lan Xong việc làm chai Chú về Hà Nội Ngọc dội đỡ lời Bạch cụ Cháu đã đem đủ các sách rồi thế thì càng hay à này um, bác nghe nói tây người ta cũng dịch kinh phật có phải không bạch cụ dân nhất là một quyển của người đức cháu nghe nói có giá trị lắm nhưng cháu chưa đọc cháu biết tiếng đức à bạch cụ không nhưng sách ấy có bản dịch chữ pháp vậy thì cháu nên mua mà xem để biết qua đạo phật ngọc nhìn lan mỉm cười bạch cụ để rồi cháu nhờ chú lan giảng cho cũng đủ Chú ấy đã biết gì, nhưng cháu còn bận bao nhiêu thứ, khi nào đổ đã rồi hãy khảo cứu về đạo Phật cũng được. Cháu chỉ nên biết rằng đạo Phật quyền bí lắm, chứ những điều trông thấy trước mắt không phải là điều cốt yếu của đạo Phật đâu. Cho chí những việc lễ bái đàn trai cũng là phải có để khuyên đàn bà về những kẻ vô học làm điều thiện đó thôi. Sư cụ đứng nhìn quanh một lượt rồi hỏi chú Lan. Chú mọc đâu? bạch cụ chú mộc vừa xuống nhà tổ chú ấy chưa đi mời các sư ông chùa long dân hàm long đến dự lễ à bạch cụ chưa thôi chú ở lại sửa soạn quét tước để ta bảo chú mộc đi ngay kẻ muộn sư cụ vội vàng đi ra ngọc đứng ngắm chú lan làm việc cố tìm cách gợi câu chuyện bí mật chàng đến gần nói tôi xin về cụ chưa cho về chán quá lan không quay lại trả lời Ông quen ở nơi đô hội náo nhiệt, lên đây thấy cảnh chùa chiền tịch mịch, chắc buồn lắm. Không phải thế, tôi chỉ sợ tôi ở đây làm phiền chú, mà lại phiền cả cho tôi. Sao lại phiền đến tôi được, thưa ông? Còn như ở đây có ai làm phiền ông thì ông cứ lên bạch cụ. Nghe câu trả lời giống dẫn, Ngọc mũm mỉm cười, rồi bạo dạng, nhìn thẳng vào mắt chú Lan và nói. Có gì phiền đâu, chỉ vì trước kia tôi yêu một người, hình dung diện mạo như hệt chú. Chú Lan điềm nhiên nói tiếp. Nên nay gặp tôi, ông lại nhớ tới a di đà Phật, người tình nhân của ông phải không? Chính thế, tình nhân của tôi tên là Thi. Lan khẽ nói. Tên là Thi. Chú cúi mặt ngẫm nghĩ, rồi ngẩng phát lên mạnh bạo nhắc lại. Tên là Thi thưa ông. Phải, tên là Thi. Chú cho là lạ chăng? cũng hơi lạ. Làng chỉ mỉm cười không trả lời, Ngọc càng ngờ lắm, giả dạ giờ kể lễ chuyện riêng. Tôi yêu cô Thi, sắp sửa hỏi làm vợ thì bỗng cô ấy đi đâu mất. Dán chừng chú cũng quen biết cô ta, nên cho là một sự lạ chứ gì. Có người bảo tôi rằng cô ấy đi tu, nên tôi cứ lần mò các chùa chiền để đi tìm. Làng nghe tới đó cười khanh khách nói tiếp theo. Vậy ra ông tới chùa Long Giáng chỉ có một mục đích ấy, nhưng cô Thi tôi quen biết chắc không phải cô Thi của ông đâu. Xin ông đừng mừng dội. Đáng lẽ ở trước cửa từ bi chẳng nên nói tới câu chuyện nhăn nhít. Nhưng xin ngài cũng thấu nỗi khổ tâm của kẻ tu hành này mà tha thứ cho. Ông nghe câu chuyện của tôi sắp kể đây, xin giữ bí mật cho nhé. Được, tôi xin giữ bí mật. Có gì đâu, gần đây một người thiếu nữ hơi có chút nhan sắc, thể gặp tôi là thả lời chồng ghẹo tôi gian thế nào cũng không được. Tên cô ấy là Thi, vì thế thường đêm khuya tôi dẫn lên chùa cầu nguyện Đức Thích Ca, phù hộ và dán phép màu nhiệm cho cô ta tỉnh ngộ mà buông tha cho kẻ tu hành này ra. Ngọc nghe câu chuyện ngẫm nghĩ, có lẽ nào lại thế, hay hắn biết ta đã khám phá được sự bí mật của hắn nên hắn bịa ra câu chuyện ấy. Đã toàn hỏi căng dặn thì bỗng chú Lan nói một mình, chết chửa! chưa bảo ông hộ đi mượn bàn, rồi chú hấp tấp chạy xuống nhà. Lan tưởng làm thế để đánh trống lãng nhưng ngờ đâu càng khiến Ngọc đoán chắc chú là gái, vì Ngọc nhận ra rằng hễ khi nào câu chuyện đến chỗ nguy hiểm là Lan tìm hết cớ này cớ kia để xa lánh. Ngọc mừng thầm giỏi nói một mình, có tài thánh cũng không giấu nổi ta. Vừa nói rứt câu đã thấy Lan ở dưới chạy lên, nét mặt thản nhiên tươi cười. Ngọc ấm ờ hỏi, chắc tối hôm nay làm trai có chạy đàn thì thế nào? Cô Thi cũng đến xem nhỉ? Lan vô tình không hiểu, cô Thi nào? Cô Thi của chú, chú đã quên rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Ông chớ nói đùa, nhỡ đến tài cụ thì còn ra sao? Nhưng chuyện có thật đâu mà chú sợ? Chú ạ, à, cô Thi của chú yêu chú mà chú không thể yêu được còn cô thi của tôi thì tôi yêu mà cô lại không thể yêu được tôi hay cô không muốn yêu tôi chú lan nghiêm sắc mặt trả lời nếu ông còn muốn tôi nói chuyện với ông thì xin từ nay ông đừng đem những chuyện bậy bạ kể cho tôi nghe nữa xin dân chỉ vì tôi coi chú là người bạn thân của tôi nên mới dám ngỏ tâm sự với chú nhưng chú không muốn nghe thì thôi can chi mà chú phải giận? Làng mặt đỏ bừng, trách Ngọc. Xin ông biết cho rằng, vì tôi thấy ông là người có lễ độ, có học vấn nên thỉnh thoảng muốn đem đạo Phật ra bàn cùng ông cho rộng kiến thức. Nhưng nếu chỉ là câu chuyện bất chính, phạm tới tám điều răng, thì xin từ nay, ông tha cho. Ngọc cười gượng. Thôi, xin lỗi chú, 6. Luôn hai tối các nhà sư ở những chùa lân cận tiếp được giấy mời của sư cụ Long Giáng tề tựu đến dự lễ rất đông. Ngoài sân chùa, ở giữa bài ba tầng án thư chồng lên nhau theo hình bậc thang, hai bên cũng đều có án thư. Nến thấp linh tinh, ánh sáng phản chiếu vào những mặt kính tròn ở các mũi giấy bài la liệt, trông lấp lánh tựa những ngôi sao. Đêm nào các nhà sư cũng cắt lượt nhau tụng kinh đến tận 2-3 giờ sáng hoặc ngồi ở chiếu giữa hoặc đứng sát các án thư bên. Cứ xong một lần tụng niệm lại có đánh trống lớn, trống con, thanh la, não bạc, nghe rất là in ỏi. Đêm thứ ba, vào đàn giải kết. Sư cụ chùa Long Giáng vì già yếu mà việc đàn trai lại khó nhọc nên một đồ đệ của cụ là sư ông chùa Long Dân đứng chủ trường Sư ông ngồi ở chiếu giữa tụng kinh một lúc lại chạy vòng quanh đàn dài dòng, nhanh hay chậm tùy theo nhịp trống. Sau lưng sư ông gần hai chục người chạy theo. Nào tiểu, nào giải, nào thiện nam tính nữ, cùng là những người nhà sự chủ. Đứng ngắm một tràng người, tay chấp ngực, chạy lượn quanh co, khi tiến khi lui, rất nhẹ nhàng, ăn nhịp như lăn trên đôi bánh xe nhỏ. Ngọc tưởng tượng đến những người bằng giấy trong chiếc đèn kéo quân đêm hôm rằm tháng 8. Chạy xong một tuần, sư ông lại vào chiếu giữa, múa mình quyết ấn trong rất dẻo tay, rồi cầm kéo, cắt những đồng tiền kết giấy thành hình người và treo lũng lẳng ở ba hàng dây chăn quanh bàn. Mỗi lần cắt bốn, năm đồng kỳ cho hết là tan đàn. Trong khi ấy thì những người tùy tùng hoặc ngồi lễ ở sau lưng sư ông hoặc đứng sang một bên lẫn vào chỗ người đi xem. Ngọc đứng chờ ở một xó, hệ thấy chạy xong một lần lại dãy gọi chú Lan nhờ giảng nghĩa hộ. Đến lần thứ ba, thứ tư, Ngọc chỉ gật rẽ một cái, Lan đã dội chạy lại. Ngọc cười, hỏi Lan. Này chú, sao lại có cả hai người kia cũng chạy đàn vậy? Hai người nào? Một người gánh một gánh cỏ và một người buộc con ngựa giấy vào mình trông như là cưỡi ngựa vậy ừ, nhất là khi nghe tiếng nhạc kêu càng thấy hệt lắm đấy là người giữ ngựa và người cắt cỏ cho ngựa ăn đi theo hầu thầy đường tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh đàn này tức là ôm những sự tích đi lấy kinh bấy giờ có tiếng ai the thé trả lời sau lưng sự tích ấy tôi cũng biết chép trong chuyện tây du chứ gì ngọc quay lại thì thấy một cô xinh xắn nước gà bánh mật con mắt ti hí giận gọn gàng như phần nhiều các cô gái quê vùng bắc chàng nói đùa một câu cô bảo cô biết sự tích thì cô thử kể lại cho tôi nghe xem nào cô kia cho là ngọc chế nhạo cúi đầu không trả lời ngọc đoán ngay là cô con gái phải lòng chú lan liền lại hỏi có phải cô thi chú đấy không nam mô a di đà phật ngọc chưa kịp hỏi câu thứ ba Chú Lan đã vội giả vào trong đàn vì lúc bấy giờ cắt kết xong sư ông đã trở ra sân để chạy. Ngọc nhìn theo thấy người con gái ban nãy cũng chạy liền ngay đằng sau chú Lan nét mặt hứng hở khiến chàng không thể nhìn cười được. Đàn vừa tạm nghỉ Ngọc lại ngay chỗ hai người mỉm cười và khen ngợi. Chú chạy đẹp quá nhất có cô... cô... cô gì? À... cô... cô Thi chạy theo sao càng đẹp lắm. Người con gái, nghe gọi đến tên Thi thì ngơ ngác nhìn Ngọc, rồi lại nhìn chú Lan. Ngọc thấy thế, nhớ ngay đến câu chuyện khấn khứa đêm hôm nào. Chàng nghĩ thầm, thôi, đứt rồi, hẳn bịa ra câu chuyện để chống chế chứ gì. Tuy biết vậy, nhưng chàng vẫn giờ như là không lưu ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái quê. Không những thế, chàng còn cố làm lạc hẳn câu chuyện đi, và vẫn dơ hỏi cô kia. Cô biết chuyện Tây Du à? Dân tôi biết Em tôi mượn sách của con ông bá về nhà đọc Tôi được nghe Chuyện vui lắm kia nhỉ Chú Lan là nhỉ Lan nghiêm nghị trả lời Tôi không biết Mà tôi xin cô đừng nói chuyện với tôi nữa Tôi không nghe chuyện cô đâu Cô ả cười nghiêng Cái đầu và cất giọng nũng nịu Không nghe tôi cũng cứ nói Chú Tiểu càng giận Mà tôi bảo cho cô hay Cô không được phép vào trong đàn, chỉ các sư, các tiểu, các giải cùng người nhà sự chủ là được phép chạy đàn mà thôi. Cô kia vẫn nhuyễn cặp môi đỏ thắm quế trầu. Tôi cứ chạy, tôi sắp xin làm giải kia. Ngọc thấy cô ả động đảnh quá cũng phải ngượng và đăm cáo. Rõ khéo cô này, người ta đã xuất gia tu hành, lại còn cứ trêu chọc người ta mãi. Cô gái quê xấu hổ đứng im, lan mỉm cười nhìn ngọc như để cảm ơn rồi nói luôn phải không ông người ta đã xuất gia tu hành thì không nên trêu ghẹo người ta nữa chứ phải lắm ngọc trả lời ngớ ngẩn như vậy vì trí chàng đương bận tới câu hỏi của lan chàng cho câu hỏi rất đáng ngờ và có một ý nghĩa trực tiếp đối với mình chứ không liên can gì đến cô kia tuy đón chắc thế chàng vẫn tảng lời như không biết gì hết vì chàng đã nghĩ ra được một kế rất dịu sắp đem thi hành đến đàn thứ năm chú lan mỉm cười gật chào ngọc ở lại để vào chạy đàn nhưng ngọc vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm rồi quay sang phía cô gái quê ghé mồm vào tận tay thì thầm cô ở lại đừng vào trong đàn nữa tôi nói cho nghe một câu chuyện hay cô ả đỏ bừng mặt không trả lời nhìn theo lan còn chú tiểu thì có dáng tức giận lắm trong khi chạy đàn hãy chú lan đến gần chỗ hai người đứng thì ngọc lại làm bộ ghé gần vào cô láng giềng chuyện trò thân mật ngọc hỏi tên cô là thi phải không không tên em có là thi đâu em là dân kia mà ban nãy em thấy ông gọi em là thi em buồn cười quá chừng à ra là cô dân nhưng cô chớ nói với chú lan rằng tôi biết tên cô là dân nha chú ấy ghen đấy vậy này cô dân sao chú lan đã tu hành mà cô cứ trêu ghẹo chú ấy thế dần giả dời như là không nghe rõ nhìn đi nơi khác ngọc lại nói quyến rũ người tu hành tội chết câu chuyện đến đây thì chú lan ở trong đàn đi ra mặt hầm hầm đứng gần lại chỗ hai người ngọc làm bộ như không trông thấy chú cứ vẫn nghiễm nhiên thì thầm với dân lan cười gằn này cô khuya rồi đi về chứ chẳng may bà cô chửi chết Ngọc không để dân kịp trả lời nói đỡ ngay. Thì việc gì đến chú đấy, để mặt cô ấy xem chứ. Nhưng dân nói sẽ với Ngọc. Thôi để em về, không chú Lan giận. Ngọc cũng hỏi sẽ. Cô sợ chú Lan giận à? Rồi chàng nói to cốt để Lan nghe tiếng. Chốc nữa có sợ tối thì tôi đưa về tận nhà. Lan ngoảy một cái quay đi nơi khác dân tưởng chú giận mình đứng nói chuyện với trai liền từ biệt ra về nàng vừa đi khỏi ngọc đã thấy lan lại gần ôn tồn bảo bạn tính ông trai lơ lắm việc gì đến chú đấy nhở cụ biết cụ quở chết ai dám mách mà cụ biết giả dụ cụ có biết á cũng chẳng sao cụ đi tu chứ tôi đâu có đi tu đâu nhưng chú á thì chú vô ơn lắm thế nào là vô ơn Cô, cô Thi phải lòng chú, tôi có ý giúp việc tu hành của chú thành chánh quả, nên vì chú tôi muốn quyến rũ cô ta để cô ta buông tha chú ra. Lan đỏ mặt, đứng trước người tu hành mà ông ăn nói tự do quá. Ngọc lạnh lùng đáp, xin chú đại xá cho. Nói xong quay lưng đi thẳng, Lan gọi giới, ông đi đâu đấy? Ngọc ngoái cổ lại cười gằn tôi đi đâu thì can gì đến chú? Lại đi. Làng như tắt họng không nói được, hai giọt nước mắt long lanh dưới cặp mi đen quần. 7. Sáng hôm sau, cảnh chùa Long Giáng trở lại yên lặng như mọi ngày thường vì việc đàn trai đã kết liễu. Mãi hơn bảy giờ, Ngọc mới thức giấc mắt nhắm, mắt mở, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy ngổn ngang các án thư bỏ lỏng chỏng ở giữa sân, gần tường qua một đống tro tàn cao ngất, đó là đồ mã đốt tối hôm qua. Sau mấy buổi quyên náo, sự tịch mịch của nơi tam thanh càng thấy rõ rệt hơn trước. Ngắm cảnh tẻ nhạt, Ngọc có cảm tưởng buồn rầu như sau mấy ngày Tết nguyên đáng. Chùa Long Giáng ủ rũ chẳng khác một cô con gái thôn quê trong ba hôm Tết thắng bộ cánh đẹp rồi hết Tết lại cởi ra mặc bộ quần áo nâu sồng. Ngọc ngồi nghĩ dẫn nghĩ dơ hồi nhớ đến câu chuyện tối hôm qua. Sau khi rời chỗ đàn chay, chàng ra đường đi lang thang mãi đến một giờ sáng mới trở về chùa. Đi đâu? Chàng cũng chẳng biết đi đâu và cũng chẳng định đi đâu. chỉ cốt vắng chùa trong một thời gian khá lâu để chú Lan ngờ giật mà thôi. Vì nay chàng đã yên trí, chàng đã chắc chắn rằng chú là gái cải nam trang ôm lại các việc xảy ra, những sự mắt thấy tai nghe, từ dáng điệu, nước da, lời nói, cho tới những ý tứ giữ gìn khép nép, Ngọc không còn thể nào cho rằng chú tiểu xinh xắn kia là trai được nữa. Chàng mừng thầm sung sướng và hy vọng. Cánh cửa khẽ đẩy, chú Lan rón rét bước vào phòng, nét mặt nghiêm trang. Chú đặt một bao chè tàu xuống bàn, nói Cụ truyền biếu ông bao chè để ông xơi nước, chè này của bà hàng cúng cụ hôm qua chú bạch cụ hộ tôi rằng tôi xin đa tạ cụ nhé ý hẳn cụ cũng biết tôi có cái ấm cồn ông để chúng tôi hầu cũng được can chi lại phải đun nước lấy ngọc mỉm cười nhìn lan ấy gì tôi sợ làm phiền chú nên tôi viết giấy về nhà xin gửi lên cho đủ thứ à ra bữa nọ anh người nhà mang lên ở trong bồ đấy chính phải. Tôi thấy có cả quyển Kiều và quyển Phật giáo Đại Quang nữa. Ngọc mừng rỡ dội hỏi. Chú biết quốc ngữ? Lan điềm nhiên. Dân, chữ quốc ngữ học dễ, học chỉ độ 10 hôm là đọc được, làm gì mà không biết. Ồ, thế thì hay quá nhỉ? Ngọc nghĩ đến việc đường dự định buộc miệng nói ra câu ấy, nhưng Lan lại hiểu theo cách khác nên trả lời. Đời bây giờ ai không biết quốc ngữ? Lạ, sao ông cứ nhìn tôi, ông cười vậy? Chú ạ, à, tôi đưa nghĩ đến chú thì thấy chú giàu. Tôi cho rằng tư tưởng đôi ta có liên lạc với nhau nên chúng ta mới có thể diễn cảm tới nhau như vậy. Vì thế nên tôi cười. Chú đừng dội giận. Ông nói những gì tôi không hiểu. Làng đưa mắt nhìn quanh phòng rồi mỉm cười khen cái buồn này ông mới bài trí lại trông đẹp nhỉ lan hai má đỏ bừng cúi mặt trả lời ông cứ dạy quá lời tôi chỉ đáng là đầy tớ ông ngọc nói đùa a à, di đà phật rồi cười khanh khách khiến lan xấu hổ cắm đầu chạy thẳng rửa mặt xong ngọc đem ấm cồn ra đun nước ngắm lại phòng một lượt và nhớ tới câu khen ngợi của lan ngọc lại ngồi mỉm cười Thực ra cái phòng của ta giống như phòng riêng của một sinh viên trường đại học. Mà thực vậy, cái giường, mắt màn ren, cái bàn thờ dùng làm án sách, cái án thư, trên phủ lá cờ dạ xanh dùng làm bàn viết trông đều sáng sủa, sạch sẽ. Khác hẳn hôm mới tới, trong phòng trơ trọi cái giường buông chiếc màn nâu. Các tranh ảnh cùng những bức thủy họa của chàng treo ở tường càng tôn vẻ nhã nhặn, âu yếm của gian nhà trai con con ngọc tự hỏi trang hoàng như thế để làm gì chàng tự hỏi rồi nhếch một nụ cười thôi ta yêu mất rồi mà chính thế phải tài thần ái tình mới có cho bài trí một cảnh u ám buồn rầu nên cảnh dịu dàng ngộ nghĩnh thật lên ở chùa mới biết yêu mới biết yêu là có thú vị, song chẳng lẽ ta cứ yêu cuồng, yêu bóng mãi, thế thì cũng ổn, thà, chả yêu cho xong. Liên tưởng của ý nghĩ tự nhiên nhắc Ngọc ôm lại một câu kiều, chàng buộc miệng ngâm nga. Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau. Ừ phải, người ta tu hành, tội nghiệp. Muốn cố giữ cho khỏi nghĩ dớ dẫn, Ngọc lấy quyển sách bàn về đạo Phật của David mà chàng vừa mua tuần lễ trước ra coi nhưng mới đọc được vài trang đã chán ngắt chàng lại gấp sách lại bỗng chàng giật mình mấy giọt nước nóng bắn vào tay thì ra ấm nước đặt trên bếp cồn sôi từ bao giờ mà chàng vẫn không biết đến cả tiếng nước reo chàng cũng không nghe thấy ngọc xoa tay mỉm cười lấy ấm ra pha chè uống mấy chén liên tâm chàng thấy tinh thần tỉnh táo tâm trí hứng hở và ngắm cuộc đời chàng có rất nhiều tư tưởng lạc quan, rồi nghĩ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, lẫn mẫn chàng tự đặt mình vào địa vị từ thức, sống trong cảnh động phi lai. Bấy giờ nhìn qua cửa sổ, ngắm cảnh đồi thoai thoải sau chùa, chàng thấy hiện ra vẻ xinh đẹp, những vẻ xinh đẹp quyền bí, chàng tưởng tượng dưới đám lá chè lấp lánh, rung động bởi ngọn gió dịu dàng mơn trớn, một cô tiên yểu điệu đương ngồi mơ màng thầm nhớ tới ai chàng mỉm cười, mỉm cười với cảnh vật, mỉm cười với làn không khí bao bọc người yêu. Cuối nhìn xuống cái giường con bên cạnh cửa sổ, bỗng chàng chú ý và mắt chàng đâm đâm không chớp. Trong hai khoảng tròn đất mới xới bên cây đại cành khô khan và móc thết có hai cây ngọc lan nhỏ mềm mại. Ai vừa trồng, mỗi cây ngọn nở một bông hoa trắng muốt. Chàng chú ý đến là gì tâm trí đương bị cái tên lan đẹp đẽ ám ảnh. Chàng nghe người ngẫm nghĩ ngọc lan có lẽ thế chăng âu yếm mà kín đáo lắm chàng thấy lòng phấn khởi mạnh bạo và dàn chép miệng nói một mình chà thì ta cứ thử liều một chuyến xem nào không vào hang hổ sao bắt được hổ con câu nói có vẻ tuồng khiến chàng cũng phải phì cười mà vào hang hổ thì đã lấy gì làm nguy hiểm chỉ có việc đem giấy bút ra viết một bức thư Bức thư ấy trước kia đã ba bốn lần Ngọc viết rồi, nhưng mỗi lần viết xong, chàng lại xé nhỏ viết đi. Vì một là chàng sợ làng không biết quốc ngữ, hai là chàng sợ bị cự tuyệt. Lần này thì chàng nhất định quả quyết, liền mở hộp giấy viết thư màu tím, lấy một tờ, ngồi viết. Chú Lan Mới được hai chữ, Ngọc đã trao mài, tắt lưỡi, xóa đi. Không được, chẳng chú nữa chàng liền lấy tờ giấy khác viết lại. Cô Thi Nam Vô A Di Đà Phật Tôi bắt đầu bức thư của tôi bằng một câu niệm Phật để xin Phật độ trì cho kẻ khổ sở này như Phật đã độ trì cho hết thảy các chúng sinh. Vì tôi chỉ là một người lạc lối trong rừng người như một hạt cát bị vùi trong bãi cát sông Hằng Hà. Nhưng cô cũng là một người, cũng chỉ là một người dù cô muốn xa lánh cõi tục, rứt bỏ trần duyên, song cái bản tính của con người dễ một lúc mà cô xóa bỏ nổi được. Cái bản tính ấy là tình, là A-di-đà Phật, là ái tình. Ái tình là bản tính của loài người và là hạnh phúc của chúng ta. Tôi yêu cô, và nếu tôi đoán không lầm thì cô cũng chẳng ghét tôi. Vì can chi ta lại làm trái hạnh phúc của ta. Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thế để đưa linh hồn chúng sinh tới cõi nát bàn mà hưởng hạnh phúc bất dông bất diệt. Nhưng hạnh phúc của chúng ta chỉ ở ái tình, đó là A-di-đà Phật, đó là nát bàn của chúng ta. Mấy hôm nay tôi đọc quyển Phật giáo, tôi thấy tôi yêu đạo Phật. Tôi yêu đạo Phật thì tôi lại càng yêu cô, tôi yêu một cách chân thành, yêu trong linh hồn, trong lý tưởng cô tha thứ cho tôi, tôi không thể cứ yêu mãi chú Lan, phải cho phép tôi yêu cái linh hồn thật của chú Lan mới được. Cái linh hồn ấy là cô Thi. Cô xem thư mà xét thấu lòng này thì tức là cô dân ý Phật cứu vớt được một linh hồn đương bị đắm đuối ở cõi nhân gian. Ngọc Ngọc y phục chỉnh tề rồi gấp thư cho vào phong bì bỏ túi ra đi, lên chùa trên gặp chú Mọc. Ngọc đột nhiên hỏi Chú Lan đâu? Chú Mộc thấy Ngọc ngơ ngác tưởng mới xảy ra sự gì Chú Lan ở giường sắn sau chùa Có chuyện gì đấy ông? Ngọc chỉ kịp trả lời một tiếng Không Rồi lật đật đi thẳng Khiến chú Mộc ngạc nhiên đứng nhìn theo Ra tới giường sắn Vì sắn lá cao mà lại trồng bên sườn đồi Chỗ hiền, chỗ khuất Nên đến 5 phút sau Ngọc lại nghe rõ tiếng sột sạt Mới tìm thấy nơi Lan đứng Bên cạnh chú ngổn ngang một đống cây sắn nhổ lên còn để nguyên củ, cành và lá. Ý chừng Lan làm việc nhiều nên mệt nhọc, đứng thở, một tay để vào ngực, Ngọc rón rén đến sau lưng, ẩm ờ chào. Kìa, cô Thi! Lan thông thả, quay mặt lại, điềm nhiên trả lời. Không, tôi đây mà, cô Thi nào dám vào giường sắn của nhà chùa? Nói xong chú cười rủ rượi, chảy cả nước mắt, đỏ ửng cả hai má rồi lại nói tiếp a di đà phật ông muốn gặp cô thi thì ra nhà cô ấy chứ không cô thi khác cô thi của tôi kia làng không để ý đến câu trả lời của ngọc nhìn trời nói mặt trời lên đã cao phải mang sắn về mới được chẳng cụ quở chú liền lấy dây lạc buộc qua quýt lại bó sắn còn ngọc thì thò tay vào túi rút bức thư ra lại ấn bức thư vào như thế đến ba bốn lượt. Lan giác bó sắn lên vai chào. Thôi ông ở lại tôi về chùa. Ngọc nói lúng túng. Được, này, tôi... À, sao chú không bẻ lấy sắn đem về, còn cành lá thì bỏ đi có nhẹ việc không? Cành á, để trồng và đun chứ. Lan vừa trả lời vừa bước xuống đồi, Ngọc đi theo như toan níu lại. Thì hãy ở lại, Chờ tôi rồi cùng về một thể Lan sợ hãi Đặt dội bó sắn xuống đất Dân Thì ở lại Nhưng ở lại làm gì mới được chứ Ở lại ngắm cảnh Trời nắng còn ngắm cảnh gì Nắng thì ta ngồi xuống dưới bóng lá sắn Này cô Ngọc vừa nói vừa rút bức thư Ừ Này chú Ông dạy Hôm nay chắc mát trời dân chắc mát trời hai người lại nhìn dơ dẫn. ngọc toàn đưa bức thư uhm, chú ạ à. dạ sắn ăn ngon đấy chứ dân ngon nhưng ông để tôi đội về chẳng cụ kêu chú để tôi mang đỡ làng không trả lời đội bó sắn chạy dùng dục xuống đồi để trơ ngọc đứng lại một mình bâng khuâng Ngọc chép miệng thở dài, rồi quả quyết lấy bức thư ra, xé làm tư, dứt xuống đất. Về đến cổng chùa, Ngọc gặp chú Lan đi ra, có dáng dội dàng hấp tấp, chàng buông rầu, chẳng thèm chào hỏi. Lan chạy một mạch lên đồi sắn, đến chỗ ban nãy. Chú vui cười nói, Đây rồi! Thì ra chú bỏ quên con dao nhọn dùng để đào và chặt sắn Bỗng chú đâm đâm cúi nhìn nói một mình Không biết giấy gì của ông ấy thế này Ngắm kỹ Lan nhận ra cái phong bì bị xé làm bốn mảnh, trên một mảnh thấy có hai chữ, cô Thi. Thốt nhiên Lan buộc ra câu hỏi, cô Thi nào? Lan ngồi cặm cụi chấp lại các mảnh thư ở trong phong bì, bên mình gió thổi xô sát lá sắn, tiếng kêu lạc sạc, những mảnh giấy tím chỉ trực bay, Lan phải lấy những viên gạch chặn lên trên. Một lát sau khi đọc xong bức thư, Lan còn thơ thẩn trên đồi, gió càng thổi dữ, các tà áo lan bay phấp phới mà tim lan đập mạnh như cũng bị sức gió làm sao xuyến. Lan buồn rầu nghĩ ngợi, hai má có ngấn hai hàng lệ. Bỗng tiếng mỏ tụng kinh ở chùa đưa tới, một nụ cười kính đáo nở trên môi, Lan thông thả trở về. Qua dãy phòng nhà trai, Lan liếc mắt thấy Ngọc ngồi ngưỡng cửa tay tỳ vào má có dáng tư lự thoáng thấy lan ngọc khẽ gật chào nhưng lan yên lặng rảo bước đi thẳng lên chùa trên Làng khẽ đẩy cửa rón rén đến gần bàn thờ nhìn trước nhìn sau như người mới phạm một trọng tội mà sợ có kẻ biết sắp đem tố giác ngửi thấy mùi trầm ngọt ngào nghe thấy tiếng tụng kinh dịu dàng lan tươi cười thở dài như kẻ ngã xuống sông vừa ngoi lên được mặt nước Làng không khí êm đềm tịch mịch bao bọc những pho vụt khổng lồ, nét mặt thản nhiên. Trên bục gỗ, sư cụ khoác áo cà sa, ngồi nghi thẳng như một pho tường, chỉ hơi móc máy cặp môi và động đậy cánh tay gõ mỏ. Làng đứng sững hồi lâu, bác liêm diêm hai tay chấp ngực, rồi thông thả, nhẹ nhàng như cái bóng, mon men lại sau lưng sư cụ, ngồi xẹp xuống đất. Lầm rầm khấn. 8. Trưa hôm ấy sư cụ gọi chú Lan bảo Thôi chú đừng đi hái chè nữa Ta nhờ mang bánh với chè sang tạ sư ông bên chùa Long Dân Ngọc tiến lên nói Bạch cụ cho phép cháu cùng đi với chú Lan sang Long Dân Cháu nghe nói chùa Long Dân có cái giếng thờ Nước uống mát lắm Sư cụ ngần ngại Đường nhiều dốc Sợ cháu đi mệt nhọc Ngọc cười Bạch cụ cháu học ở trường Canh Nông Cài ruộng còn được nữa là trèo dốc đã lấy gì làm khó nhọc? Cái đó tùy cháu. Khi xuống nhà trai, Ngọc vui sướng chạy lại hỏi chú Lan. Chú có bằng lòng để tôi cùng đi không? Lan cười gượng. <cười> Càng hay cho tôi, đi đường xa đỡ buồn chứ sao? Rồi chú lẳng lặng xếp các thức ăn vào trong chiếc tay nải nâu thắt miệng lại. Ngọc đứng sát gần khiến Lan né người xích ra, Ngọc nhắc cái tay nải vắt lên vai một cách gọn gàng. Lan cười nói. Ông giác nhẹn nhỉ? Ngọc nói đùa. Đi làm phu gạo mãi lại chẳng giác nhẹn. Lan cố giữ nét mặt lãnh đạm, cắn môi, trao mày, ngoảnh nhìn ra ngoài sân. Nhưng lần nào cũng chỉ giữ nghiêm khắc được một lúc. Rồi thấy Ngọc vui vẻ nói bông đùa, chú lại quên bản đi mà cùng cười, cũng nói bông đùa với bạn. Ông phu gạo này nghe chừng yếu ớt lắm. Hôm mới đến, sách có cái vali còn thở hồng học. Leo lên dốc khó khăn, nặng nhọc là thế, nữa là dai giác bao gạo. Chú nhớ lâu nhỉ? Ngọc nét mặt tươi cười sung sướng, hồi tưởng lại hôm mới tới chùa, chàng nghĩ thầm. Hắn không có cảm tình với ta thì sao hắn nhớ kỹ càng cái buổi mới gặp nhau như thế? Chàng chợt nhớ đến hai cây ngọc lan liền quay lại hỏi. Hai cây ngọc lan ở bên cửa sổ buồn tôi, chú trồng đấy phải không? Lan luống cuốn không trả lời, Ngọc lại nói. Cảm ơn chú nhé, tên cái cây ấy cũng hay nhỉ, chú nhỉ, mà có ý nghĩa lắm. Lan đáp, dân rất có ý nghĩa, sắc trắng như ngọc, hương thơm như lan. Ngọc cười, còn ý nghĩa khác nữa kia, chắc chú cũng biết chuyện nhị độ mai. Lan quay nhìn ra sân đáp. Không. Chú ạ, à, đối với hai cây ngọc lan của chú, tôi sẽ là chàng mai sinh trong chuyện nhị độ mai, sáng chiều nào cũng xin chăm nơm dung tưới cho chóng nảy nở hoa thơm. Làng hai má hồng hồng, ngượng nghịu dắt tay nải lên vai dục bạn. Thưa ông, ta đi thôi. Hai người lắng lặng cùng đi, không ai nói năng chi nữa. Ở một ngọn đồi xuống phía bên kia, phong cảnh khác hẳn, không còn thấy cánh đồng chân rạ mà chỉ nhan nhãn những nương khoai cùng dường mía. Hai người không bảo nhau mà cùng đứng lại ngắm cảnh vì gặp chỗ có bóng mát. Đi một quãng nữa, bỗng phải dừng lại ở trước một cái suối, dưới có vạch nước chảy róc rách trong veo, giữa lòng cát trắng. Bên bờ suối mấy gốc thông già gió chiều hiu hắt, lá thông khô lát đát rơi xuống suối rồi theo dòng nước trong trôi đi. Làng bảo bạn, Thôi nguy rồi, ta đi nhầm đường rồi. Ngọc ngơ ngác hỏi, bây giờ làm thế nào? Chỉ có một cách là đi vòng lại, chứ qua sao được cái suối này? Ngọc vừa nói vừa nhảy sang bờ bên kia, rất nhẹ nhàng, lan cười. Ông nhảy giỏi quá. Nói chưa dứt lời thì Ngọc đã nhảy sang bờ bên này. Ngọc bảo Lan. Chú đưa tay nải cho tôi. Đưa làm gì? Chú cứ đưa đây, thì đây. Ngọc đỡ tay nải, nhảy mắt sang bên kia, đặt xuống đất, đứng nhìn Lan cười. Lan ngạc nhiên hỏi. Thế còn tôi? Ngọc cố nhìn cười. Hay chú để tôi cổng? Lan dậy nảy. Ấy chết, sao lại thế? Ngọc nghiễm nhiên. Được mà, không hề gì mà. Lan làm mặt điềm tĩnh. Thôi ông đợi đấy, nghỉ chân để tôi đi dòng sang đồi kia lan miệng nói chân bước ngọc vội nhảy sang giữ lại tôi nghĩ ra cách này rồi cách gì tôi sang bên kia đưa tay cho chú nắm để kéo chú sang lan ngẫm nghĩ một lát rồi tắt lưỡi thôi cũng liều ngã chết thôi không hề gì đâu chú đừng sợ ngọc nhảy sang bên kia nghiêng mình trên dòng nước Lan ngần ngừ một lúc mới dám nắm tay chàng. Ngọc nói. Chú giữ chặt. Nào. Hấp. Lan nhắm mắt nhảy liều. Ngọc kéo mạnh quá khiến chú tiểu mất thăng bằng, ngã ôm lấy chàng. Lan bẽn lẽn dội cúi xuống cầm tay nải đặt lên vai đi liền. Ngọc cười mũm mỉm như nói một mình. Tay chú xinh quá, nhỏ và mát như tay con gái làng không trả lời giơ tay trở về phía trái bảo ngọc chùa long dân kia rồi hai người đi quanh co dòng hai đồi cỏ nửa và nửa giờ sau trèo tới chùa làng thuộc lối đưa ngọc đi thẳng vào nhà trai mời chàng ngồi ở trường kỷ bài các sản phẩm vật lên bàn rồi dội dàng xuống nhà tổ một lát làng theo sư ông đi lên sư ông đã gặp ngọc ở long giáng hôm đàn trai nên vui mừng chào hỏi nam mô a di đà phật quý hóa quá xa xôi thế mà quan tham cũng chịu khó sang thăm nói chuyện một lát sư ông quay lại bảo lang chú xuống nhà xem cơm nước chú quỳ chú ấy làm có ăn được không ngọc đỡ lời thôi sư ông cho chúng tôi về kẹo tối không được chả mấy khi quan đến giảng cảnh bản am thế nào cũng phải mời quan xơi bữa cơm chay Lúc khác thì thật không dám giữ quan ở lại vì cơm nhà chùa, muối dưa thanh đạm chả có gì. Nhưng hôm nay vừa có bà cửu biếu mâm cổ chai nên mới dám mời quan. Ngọc nhìn Lan hỏi Sư ông cho ăn cơm, chú nghĩ sao? Lan ngượng nghịu mãi mới ấp úng trả lời Thưa quan, sư ông đã có lòng quý mến giữ quan sơi cơm thì quan nên nhận lời trời cũng hãy còn sớm. Ngọc thấy Lan gọi mình là quan thì không nhịn được cười, khiến sư ông ngơ ngác nhìn không hiểu. Rồi sư ông cũng cười, cho rằng cánh tay học họ vẫn trẻ con như thế. Một lúc lâu chú quỳ bưng lên một cái mâm gỗ vuông son. Trong đó có hai bát nấu có giò, nem chay, trông rất long trọng. Ngọc và sư ông ngồi xuống ghế ngựa sắp sửa cầm đũa thì bỗng trời tối sập lại, gió thổi dữ dội, mây đèn kéo đến rất mau, các sỏi bay tứ tung ầm ầm như phá phách. Sư ông dội vàng đứng dậy, cùng hai chú tiểu đóng hết các cửa lại, rồi thắp đèn lên. Nhà trai như đương ở vào trong cảnh ban đêm vậy. Bên ngoài gió thổi càng mạnh, rồi mưa đổ xuống như trút nước, sấm sét gian động tựa hồ trời long đất lở, làm ác hẳn câu chuyện của Ngọc và sư ông chú lan đứng hầu cơm ngắm hai người trò chuyện tưởng tượng họ nói thầm với nhau cơm nước xong thì trời đã nhá nhen tối mưa vẫn không ngớt lúc bấy giờ sư ông ở nhà tổ đi dòng hiên đem lên cái đèn dầu quả và nói với ngọc chả mấy khi quan tham đến chơi trời lại đổ mưa xuống để giữ hộ thật là may mắn cho bần tăng quá thôi xin mời quan đi nghỉ để mai dậy sớm về lông dáng cho mát rồi quay lại bảo Lan. Chú Lan làm ơn sang phòng khách bên cạnh trải chiếu buôn màn để quan tham đi nghỉ. Lan dâng lời và buồn sửa soạn trong khi Ngọc thở dài đứng nhìn trời. Mãi khuya, mưa mới tạnh. Cả chùa đã yên giấc mà Ngọc và Lan vẫn ngồi thơ thẩn ở hiên trai buồn rầu nghỉ ngợi. Già trời như dội lượt nước trong giấc một màu, trăng thượng tuần tươi sáng trên đỉnh đồi, những dũng nước động ở sân phản chiếu ánh trăng lấp lánh như những mảnh gương lớn dở rải rác. Thốt nhiên, Ngọc hỏi Lan. Chú có buồn không? Thưa ông, không. Còn tôi thì tôi buồn lắm. Buồn dơ buồn dẫn như nhớ ai. Cũng nhớ dơ nhớ dẫn. Có lẽ vì tôi xa cách chùa của chúng ta chăng? Dưới ánh trăng, hai người ngồi cạnh nhau, Lan rùng mình ngọc lại nói chú ạ à, cái cảnh xa lạ gợi trong tâm trí tới những tư tưởng từ biệt chia rẽ khiến tôi nghĩ tới ngày tôi phải rời chân phải xa chú lan im lặng hé cặp môi cười bóng trăng trong một con cốc nhảy vào dũng nước lan giật mình đứng dậy bảo ngọc thôi mời ông đi nghỉ ngọc cũng đứng dậy nhìn quanh mình không có ai từ nhà trai đến nhà tổ im phăng phắc chàng liền như điên cuồng nắm lấy tai lan ừ phải đấy chúng ta đi ngủ mai dậy sớm chắc hết buồn lan tuy sợ hãi nhưng cố làm ra bình tĩnh thông thả nói dân mời ông vào buồn an nghỉ tôi xin ngủ ở ngoài nhà trai này dễ đi có hai người ở nơi xa lạ nằm cả một giường nói chuyện cho vui ngủ ở ngoài mũi nó tha đi thưa ông, không tiện. Sư ông biết, ngày quở chết. Lúc ấy, hai người tới chỗ có ánh trăng, liếc nhìn nét mặt Ngọc thấy dữ tợn, lang kinh quản giật tay toan chạy. Chẳng may, Ngọc nắm chặt quá. Vì thế, người lôi đi, kẻ lôi lại, áo ngắn của Lan đều tuột cúc trễ vạt ra. Ngọc bỗng kêu rú lên một tiếng buông tay Lan ra, chàng vừa thoáng trông thấy ngực Lan quấn dải nâu. Lan đứng lại thở, cười gượng gớm, quan trẻ con quá, làm gì mà lôi kéo kẻ tu hành này thế? Ngọc, hối hận cố trấn tĩnh, chàng giờ như không biết gì trả lời. Chú còn trẻ con quá, cứ gọi mãi người ta là quan nhưng thôi đừng đùa nữa, ta đi ngủ, chẳng khuya quá rồi. Dân, xin mời ông đi nghỉ trước, tôi xuống nhà dưới dặn chú quỳ điều này đã. Miệng nói, chân đi, Lan dùng dục qua sân. Ngọc ngồi chờ Lan, băng khoăn, mong ngóng, vào khoảng 15 phút sau vẫn không thấy Lan trở lại, Ngọc liền xuống sân theo lối Lan đi ban nãy, lang thang tới một cái cổng chống. Nghĩ ngợi thế nào, chàng cúi xuống nhìn thì cái chốt có dây buộc rời ra ngoài mà cả cây tre dùng để chống cũng không đặt vào cọc. Ngắm kỹ cánh cổng rào khô thì quả ai vừa lách để ra ngoài. Ngọc không còn ngờ gì nữa, Lan sợ hãi vừa đi trốn. Lúc bấy giờ chàng hối hận vô cùng, nói một mình đó cố tìm cho biết hắn là gái phỏng có ích lợi gì để vậy còn thú chứ thế này thì không biết chừng không biết sao lúc ấy mình lại hung tợn đến thế thôi mọi cái ta theo giữ hắn ở lại thề với hắn rằng giữ bí mật cho hắn rồi mai về hà nội cố quên câu chuyện câu chuyện cảm động đau đớn bóng trăng đã xế về tay chiếu ánh lờ mờ các cây cỏ hãy còn đầm đìa nước mưa ban chiều những đồi xa trông như đàn rùa khổng lồ nằm giọng nguyệt nhưng ngọc chẳng nghĩ gì tới phong cảnh cứ cắm cổ bước mau như một tên ăn trộm sợ có người đuổi chạy trốn đi một quãng dài ngọc nhìn đằng trước mặt ngay trên đỉnh một trái đồi thấp thoáng có bóng người in lên nền trời chàng chắc chắn lắm rồi cắm đầu chạy một mạch tới nơi quả cái bóng ấy là lan nghe có tiếng người chạy thình thịch sau lưng lan ngoái cổ lại gặp ngọc chú kêu rú lên một tiếng rồi ngất người ngã gục xuống gốc cây thông bên đường ngọc vội quỳ xuống nâng dậy và ngọt ngào nói lan không sợ tôi xin diện lòng từ bi của đức quan âm tôi thề với lan rằng tôi không phải là hạng gió trăng bậy bạ lan tỉnh dậy tôi nói câu chuyện rồi mai tôi xin từ biệt lan tôi về hà nội lan mở bừng mắt nhìn rơm rớm hai giọt lệ lấp lánh dưới ánh trăng ngọc lại nói đùa Thôi, xin Nico tha cho. Làng lúc ấy đã tỉnh thần, ngồi dậy, lau nước mắt, nói. Dân, tôi là gái. Tôi biết thế nào cũng chẳng giấu nổi ông. Nhưng còn chuyện gì sao tôi cải trang thì tôi chưa thể thổ lộ cùng ông được. Chỉ xin ông buông tha kẻ tu hành này, kẻ tu hành khốn khổ này ra mà thôi. Ngọc thở dài. Thưa Nico, Nico không ngại. Tôi xin thú thực với Nico rằng tôi yêu Nico. Tôi yêu ngay từ lúc còn tưởng Nico là trai. Nico là một người thông minh, đỉnh ngộ, xinh đẹp như thế thì ai lại không yêu được. Mà lại Phật tha tội cho, có lẽ Nico cũng đôi lần cảm động. Ngọc vừa nói vừa nhìn Lan. Lan nức nở. Tôi chỉ còn có một cái chết nếu tôi có thể thổ lộ can trường cho ông biết vì sao tôi phải cải trang vì sao tôi phải quy y đầu phật nhưng sự bí mật ấy tôi nhất định sống để già chết mang theo nico chả nên nghĩ ngợi nico nên coi tôi là một người bạn thành thực có thể vì nico hy sinh hết mọi sự cho đến cả hạnh phúc của tôi cho đến cả ái tình của tôi ái tình có lẽ tuyệt vọng của tôi. Dân, nếu ông có lòng quân tử như thế thì còn gì sung sướng cho tôi hơn nữa. Phải biết hy sinh thì đời ta mới có ý nghĩa cao thượng. Thưa Nico, thưa ông, xin ông cứ gọi tôi là chú như trước, vì tôi đã thưa cùng ông nhiều lần rằng người xuất gia đầu Phật chỉ là kẻ tu hành, dù là gái hay trai cũng vậy. Và nếu ông cứ gọi đùa tôi là Nico như thế, sợ khi trở về Long gián ông quen mồm đi. Ông đã hứa rằng đối với kẻ tu hành này, ông chỉ là một người bạn từ bi, thì xin ông giữ lời cho, đừng để sự không may cho. Ngọc nói luôn, cho đôi ta. Làng trao mại trách. ấy đấy, ông lại cợt nhã rồi, thưa ông bạn từ bi. Thưa Nico, thưa chú, xin chú tha cho. Tôi sung sướng quá nên tôi lỡ lời. Hạnh phúc của tôi, nếu mục đích đời người là tìm hạnh phúc, thì tôi đã tới mục đích rồi. Nhưng đã tới rồi thì nên dừng lại, chờ bước thêm một bước nữa. Mà nếu Đức Thích Ca xuất thế để tìm hạnh phúc cho nhân loại và đưa linh hồn chúng sanh tới cõi nát bàn, thì tôi cũng xin dừng chân ở góc cây thông này, chứ chẳng muốn đi đến nát bàn làm gì. Làng đứng phát dậy nghiêm trang đáp lại Người quân tử phải giữ lời hứa Nhất là khi lời hứa ấy Lại là một lời thề Ngọc cũng đứng dậy Hai người nhìn nhau Bóng trăng khuyết rội đầu cành Lá thông thưa nhặt Cỏ sơ sát mặt đồi lấp lánh giọt sương Hai người nhìn nhau Dưới chân đồi làng mạc ngủ yên Cây cối lờ mờ đen Dòng sông con thấp thoáng Dưới bóng trăng như một dải lụa trắng rồi ra xa lẫn trong sương mù. Bỗng có tiếng gà gáy nửa đêm dưới xóm lan giật mình lẩm bẩm. Giá gặp nhau hai năm trước. Vậy bây giờ quá muộn rồi sao? Muộn quá rồi, vì tôi thề trước Phật tổ thì đến chết tôi cũng giữ lời thề. Đời còn chả tiếc, tiếc gì một sự cỏn con, nhỏ nhen. Ái tình mà chú cho là nhỏ nhen nhỏ nhen nếu đem dí với lòng bác ái vì lòng bác ái mà phật tổ xa vợ xa con xa cha xa mẹ lang thang khắp bốn phương trời để tìm phương giải thoát cho chúng sanh vậy xin ông cũng vì bác ái mà xóa bỏ trong lòng những tên chú lan cô thi như thế ông sẽ cứu sống được một nhân mạng cứu vớt được một linh hồn trên đời chỉ có lòng bác ái là đáng kể ngọc ngẫm nghĩ rồi quả quyết nói dân tôi xin thuận theo những lời vàng ngọc của chú. Vậy bây giờ, muốn tránh khỏi sự ngờ vực thì ta trở lại lông dân. Tôi xin cam đoan rằng, ngoài tôi ra, không ai có thể biết rõ được sự bí mật của chú. Hai người yên lặng cùng trở lại chùa. Đêm khuya trăng lặng, gió réo cành thông, dạng vật chìm đắm trong cõi hư vô tịch mịch. Tiếng côn trùng rù rì dưới cỏ liên miên không dứt, càng làm rõ rệt sự yên lặng của một cảnh đồi quan vắng Ngọc bỗng giật mình quay lại, chàng vừa nghe thấy một tiếng thở dài, mà trong lúc mơ màng, chàng tưởng tượng ra một làn hơi nhẹ ở sườn đồi, sương ướt bốc lên, nhưng sau lưng chàng, Lan vẫn dịu dàng đều đều đặt bước, như bộ máy êm lặng, nhẹ nhàng. Về tới chùa, Ngọc rón rén vào buồn, còn Lan thì ngồi tựa án phòng trai, băng khoăn suốt đêm không ngủ. 9. Trên sườn đồi, nhìn về phía tây, nương chè nằm phơi dưới nắng dây gắt mùa hè. Sau trận mưa hôm qua, các lá sạch hết bụi, như có người lấy khăn lau đi một lượt, lóng lánh phản chiếu ánh thái dương, bóng loáng tựa trăm nghìn chiếc gương bầu dục. Giữa lưng vào gốc một cây chè cỗi cành lá rườm rà, bên cạnh cái rổ không, Lan ngồi ngẫm nghĩ đến những sự xảy ra từ tối hôm trước, vẻ lo buồn in trên nét mặt rầu rầu làng đăm đăm nhìn trời, lâm râm khấn Phật tổ, xin Ngài cứu vớt linh hồn sắp đắm đuối. Bỗng có tiếng động bên mình, Lan giật mình quay lại. Con dành khuyên đương lách tách nhảy trên cành lá rậm, Lan ngắm nghía con chim nhỏ xinh xắn mượt lông rồi giơ bàn tay ra vẫy. Con chim sợ hãi bay vụt, tiếng khẽ sột soạt trong lá, Lan thở dài nói một mình. Trốn, thế nào cũng phải trốn. Sáng hôm ấy ở chùa Long Dân về, hai người cùng nhau chỉ trao đổi vài câu dơ dẫn. Lan chưa hiểu ý định bạn sẽ xử trí ra sao, chẳng biết bạn có về Hà Nội ngay như đã hứa lời không. Ngọc có lòng quân tử, nhưng đứng trước ái tình, bạn có giữ mãi được lòng quân tử ấy không? Hay là bí mật kia sẽ bị khám phá, cái đó cũng chưa biết chừng. Lòng người, ai, ai hiểu được lòng người? Làng đưa mắt ngắm phong cảnh quanh mình, lòng hoài nghi mang mát đến cả cỏ cây, mây, nước. Cuối nhìn dòng bạc lấp lánh dưới chân đồi quanh co uống khúc, rù rì lướt giữa dọc cát vàng. Trong cảnh êm đềm ấy, biết đâu không ẩn nấp những loài rắn độc hại người. trò chí đám mây dịu dàng theo chiều gió thổi, làn khói lờ đờ bay lẫn lá xanh, biết đâu không trở nên sức mạnh phá phách của con tàu vô tình. Vô tình, luồng gió khẽ thoảng động cành chè như phản thanh của ý nghĩ lan buồn rầu nói một mình vô tình ước gì ta được vô tình như dạng vật vô tri vô giác Tư tưởng của Lan lúc đó lại rời bỉ cảnh ngoại vật mà thu vào trong tâm trí những lý thuyết tứ diệu đế thập nhị nhân duyên cùng là cái đời cao thượng của Phật tổ lộn xộn trong trí nhớ Lan. Rồi, nghĩ điều nọ, nhảy sang điều kia, Lan lại ôm tới cái đời ký giảng. Lan con nhà dòng giỏi, bẩm tính, thông minh, thổi bé được theo học chữ nho. Ông thầy học lại là một người mộ đạo Phật, thường đem Phật giáo ra giảng, khiến Lan yêu mến cái đạo rất dịu dàng, êm ái. Rồi cha mẹ Lan mất, Lan ở với chú, chú muốn ép gã Lan vào nơi phú quý. Linh hồn trong sạch đã tiêm nhiễm những tư tưởng cao thượng của Phật giáo, nên Lan cho thấy là nhỏ nhen, Nhất Lan lại nhớ tới lời thề cùng mẹ trong khi mẹ hấp hối. Lan liền bỏ nhà đi trốn, cải Nam Trang, đến thụ giới tại chùa Long Giáng. Lan khôn khéo để lại nhiều tan vật trên bờ sông, khiến nhà yên trí rằng Lan đã tự giận. Nương náo cửa từ bi hơn hai năm, được sư tổ quý mến truyền giáo đạo Phật, Lan dốc lòng ngày đêm dùi mài kinh kệ đã tưởng dứt bỏ được tầng duyên. Ai ngờ! Lan giật mình ngước mắt ngơ ngác nhìn Trên cành cây trẩu Con chim gái đương gật đầu Xù lông cổ Gù ở bên con mái Lan nhắm mắt rồi quay đi nơi khác Thì kia trên cành xoan khô khang Hai con quạ khoang đương rỉa lông cho nhau Lan lại nhắm mắt thở dài cuốn quýt Như bị dây vào trong cảnh chết Mà khó tìm được lối ra Ước gì ông ấy đi Bỗng có tiếng chú Mộc gọi ở chân đồi Chú Lan! Lan sợ hãi đứng phát dậy đáp. Cái gì đấy chú? Chú Mộc vẫn đứng ở chân đồi, nói lên. Cụ cho tìm chú đấy, tôi về đây, chú cứ về trước đi. Lan dội vàng hái chè đầy rổ, rồi hấp tấp xuống đồi trở về chùa, đi thẳng vào buồn kho đóng cửa ngồi núp một xó như sợ ai. Sao, vì ở mãi ngoài nắng nên thấy nhức đầu, Lan liền ngã lưng xuống giường, thiêu thiêu ngủ, lúc nào không biết tiếng chuông chiều đánh thức Lan dậy, mở bừng mắt trong ra sân, Lan thấy trời đã nhá nhem tối. Chợt nhớ đến giờ làm đèn, nghĩ là đèn ở buồn ngọc vì ở nhà tổ chỉ thấp có ngọn đèn dầu lạc. Lan lo sợ rung lẫy bẫy bước vào phòng chàng, nhưng mai không nghe thấy ai lên tiếng. Lan liền cầm dội cây đèn búp măng đem xuống bếp rớt dầu. Khi mang đèn lên, ánh sáng rọi khắp gian buồn con con, liếc mắt nhìn không thấy ngọc đâu, trong lòng sinh bạo dạng, Lan đứng ngắm kỹ các vật. Trên bàn trơ trọi cái bếp cồn cùng, cùng cái ấm sắt nhẹ, dứt trên giường, không màn quyển Phật giáo và hai ba cuốn tiểu thuyết Tây. Mà cái vali, Lan không thấy đâu hết. Lan nhìn quanh ngẫm nghĩ, bỗng chú hấp tấp chạy xuống nhà ngang hỏi chú Mộc. Này chú, ông Ngọc đâu? Ông Ngọc về Hà Nội từ sáng kia mà. Lan hốt quảng. Về lúc nào? Lúc chú ở giường chè, Ông ấy nhắn lời chào chú đấy. Tôi, tôi quên bẩn mắt. Lan dơ dẫn, mắt lờ mờ, ngơ ngẩn hỏi. Sao lại về Hà Nội? Rõ chú lẩn thẩn lắm. Còn ai biết tại sao ông ấy về Hà Nội nữa? Muốn biết thì hỏi ông ấy. Sao lại về Hà Nội? Về rồi à? À, ông Ngọc cho chú quyển sách để ở trên buồn ấy. Được, để tôi lên lấy. Lan lại có cớ lên buồn Ngọc, vào buồn Lan khép cửa rồi mở lấy quyển sách ra xem, vì chắc thế nào Ngọc về Hà Nội cũng có một vài lời từ biệt. Quả Lan đón không sai, một tờ giấy viết thư gặp trong quyển Phật giáo có mấy hàng vắng tắt. Giữ lời hứa hôm qua, tôi xin kính chào chú ở lại tu hành cho thành chánh quả. Chú có còn tưởng nhớ tới tôi, tới người bạn khốn khổ này, tôi xin chú cầu nguyện cho linh hồn tôi chống được lên cõi nát bàn. Lan cầm mảnh giấy ghé gần đèn, đọc đi đọc lại ba bốn lượt, rồi tắt lưỡi cuộn nhỏ, lại thò vào trong thông phong châm lửa đốt. Nét mặt rầu rầu, Lan nhìn ngọn lửa cháy cho đến khi tờ giấy thành than. Bỗng Lan ngồi phịch xuống giường, lấy tay bưng mặt khóc nức nở không ra tiếng. Nỗi sầu muộn trong lòng như theo hai hàng lệ dần dần tiêu tán. Lan thấy đỡ thổn thức, tim bớt đập mạnh, rồi lai như người sực tỉnh. Thôi, ta điên mất rồi. Chẳng lẽ... Lan đứng phát dậy, tắt đèn rồi lau nước mắt, quả quyết lên chùa trên, vừa đi vừa lẩm bẩm. Quên, phải quên, lời thề trước linh hồn mẹ, ta hãy còn đinh ninh trong trí. Đó là cái bùa để trừ bỏ những sự cám dỗ của tình ái nhỏ nhen nơi dương thế. Nhưng con người ta vẫn thế, bao giờ cũng phải trái với sự thật. Một người hay do dự luôn luôn nghĩ tới sự quả quyết hoặc nói mình phải quả quyết. Người nhút nhát đem đi đường vắng một mình thường hay quyết sáo làm ra bộ mạnh bạo lắm nhưng kỳ thực trong lòng lo sợ chân tay sung lẫy bẩy Lan cũng vậy, luôn mồm nói phải quên nhưng đó chỉ là cái triệu chứng của sự nhớ. Thật ra cái tình mà Lan đang cố tưởng tượng ra nhỏ nhen nó to tát, nó đầy rẫy nó chứa chan khắp linh hồn Lan. Câu nói, chán đi, điệu nhìn, giọng cười, ý nghĩ đều là hình ảnh của ái tình, lan lẩm bẩm. Ta rất có tội với Đức Phật Tổ. Lúc đó, Lan thoảng ngửi thấy mùi trầm, thì ra lên tới chùa trên từ bao giờ mà Lan không biết, vẫn tưởng còn ngồi ở buồn ngọc. Ngước nhìn thấy các tượng thấp thoáng trong bóng đen lù mù dầu lạc, tuy không rõ Lan cũng tưởng tượng ra các vẻ mặt tươi cười, khoan dung mà lãnh đạm. Từ từ Lan cúi đầu như người ta vừa bị quẩn mắng, rồi rón rén tới bục quỳ xuống thì thầm khấn khứa. 10. Giáng Ngọc chùa Long Giáng thiếu hẳn dễ hoạt động, một tháng Ngọc ở chùa làm biến cải hẳn các sinh hoạt của mấy người tu hành. Sư cụ trước kia ngoài giờ tụng kinh niệm Phật thường chỉ tĩnh tọa để trầm tư mặc tưởng tới những vấn đề giải thoát linh hồn. Chú Mộc ngoài việc dọn dẹp quét tước, rót nước, bưng cơm, chỉ ngồi lì ở nhà ngang trò chuyện cùng ông Thiện và bà Hộ. Còn chú Lan thì ngày đêm chỉ biết chăm nơm việc trên chùa, thắp nhang, đốt đèn, thỉnh chuông và học tập kinh kệ. Các công việc nhắc lại hàng ngày đã khiến năm linh hồn kia trở nên năm cái máy, giờ nào làm việc nào, ngày ngày, tháng tháng, năm năm, không hề thay đổi. Từ ngày có Ngọc ở chùa thì năm bộ máy khi mau khi chậm sai lạc đi nhiều. Tùy công việc dẫn thế, song những giờ tĩnh tọa của sư cụ nhiều khi đã đổi thành những cuộc nói chuyện về đạo Phật, về sự tích Phật tổ. Sư cụ bản tính thâm trầm, nghiêm khắc, mà có lần cũng phải phì cười về những câu hỏi ngớ ngẩn, những ý tưởng ngộ nghĩnh của Ngọc. Những lúc có chú Lan Hầu bên cạnh, Ngọc càng thấy phấn khởi tâm hồn và cuộc đàm luận càng có vẻ náo nhiệt lắm. Những thuyết đề thái tây, những tư tưởng triết lý của Ngọc không thể lọt tai nhà tu hành được nhất ngọc lại đem những ý tưởng trong các sách của phái tiểu thừa mà bàn tới đạo phật của nước ta theo về phía đại thừa nên hai bên thực không thể hợp ý nhau được có những cuộc đàm đạo ấy sư cụ cũng thấy vui vui và cụ chỉ lo tới ngài cùng ngọc biệt ly đến cả bà hộ ông thiện chú mộc trong khi có ngọc cũng bận suốt ngày nhưng tuy bận bịu rộn rịp hơn xưa mà vẫn lấy làm vui thích nào hai bữa cơm sửa sang cho lịch sự nào hầu hạ pha nước lấy thao chú mộc thấy ngọc tính rất dễ dãi lại càng hay lên gẫu chuyện này ngọc về hà nội năm người cùng thấy những công việc hàng ngày buồn tẻ mấy cái máy uể oải nay càng uể oải hơn xưa nhưng người thấy buồn tẻ nhất là chú lan ba bốn ngày sau hôm ngọc đi chú chẳng biết làm gì chẳng muốn ăn uống gì đến nỗi sư cụ và chú mộc phải lấy làm lạ rằng cái tình bằng hữu của chú đối với ngọc không ngờ thân mật đến thế. Chiều hôm ấy, mặt trời đã lặn sau rặng đồi Tây, Lan còn thơ thẩn ở giường sắn sau chùa. Ngồi trên bó cành lẫn lá, để ngổn ngang chưa buộc, Lan đâm đâm nhìn về phía xa. Linh hồn Lan như đang theo án mây hồng bay vào nơi hư vô tịch mịch. Lan thở dài, buộc miệng thông thả nói. Nát bàn, bồng lai. Hai ý tưởng, tôn giáo và ái tình, hình như đương công kích nhau trong tâm trí. Bỗng Lan giật mình tỉnh bằng giấc mộng, tiếng chuông chùa như cất giọng từ bi, dỗ về an ủi, dỗ dành. Lan mỉm cười lẩm bẩm, thế nào cũng phải xa lánh nơi trần tục. Tiếng chuông chùa đổ hồi như vui mừng cười reo vì đã giải thoát được linh hồn Lan. Lan cười theo hồi chuông, tiếng cười lanh lảnh trong làn không khí yên lặng dưới ánh lờ mờ thảm đạm buổi chiều tà. 11. Ánh nắng thắng chạp trong giác chiếu qua rặng liêm âm tùm, mấy cây trầu chung quanh giường sắn sơ sát cành khô, luồng gió thoảng qua, lá vàng rơi lác đác. Làng ngồi sưởi thì thầm độc kinh, thỉnh thoảng lại đặt quyển sách xuống ngơ ngác nhìn, tiếng lá rụng trên giường sắn như có mãnh lực khiến lan ôm lại những mẫu đời ký giảng. lan nhắm mắt trí lại tưởng tượng ra cái cảnh lá rụng khi sang chùa long dân cái cảnh bên bờ suối mấy gốc thông già gió chiều hiu hắt lá thông khô theo dòng suối trôi đi lá rụng từ đó đến nay đã qua sáu tháng lan trải bao buồn nhớ mừng lo trong khoảng mười hôm đầu lan ủ rũ u sầu rồi dần dần ngày đêm vui đạo Phật, lòng cũng nguôi nguôi. Tùy những khi chiều tà gió thổi, đêm khuya thức giấc, trăng mọc đầu non, dung nhan người bạn cũng còn phản phất trong tâm hồn, nhưng đạo từ bi vẫn thắng nổi ái tình. Chỉ ít lâu là ảnh ai đã mờ hẳn trong trí nghĩ, rồi buồn nhớ đổi ra mừng vui, lan hớn hở rằng đã qua được một bước khó khăn trên con đường tu hành. Lá rụng tiếng lá tí tách trên bờ rào khô bỗng gợi tới chuyện cũ đã hầu quên lan nghĩ mà lo lo một ngày kia bí mật của mình sẽ bị khám phá biết đâu trong khi vui anh em chàng chẳng thuật câu chuyện gặp gỡ nếu chàng quên nhưng nào chàng có quên được đã một lần chàng đi xe đạp đến gần chùa ngồi nghỉ ở quán một lúc rồi lại quay xe trở về bắc tuy lan cho là dân trong lầm nhưng trong tâm trí lan vẫn thì thầm với lan rằng đó là chuyện thực mặt trời đã xế tay một luồng gió lạnh lá rụng lan rùng mình ngơ ngác nhìn quanh như sợ có người đứng nghe trộm được những ý nghĩ bất chính của mình lan cố không tư tưởng nữa muốn theo gương sư cụ ngồi tĩnh tọa để tìm chân lý bỗng có tiếng sột soạt ở sau lưng lan quay lại ngọc đương rón rén đi tới lan mừng quýnh thốt nhiên kêu rú lên ông ngọc Ngọc khẽ gật không trả lời, Lan sực tỉnh, bẽn lẽn trách bạn. Ông đã hứa với tôi rằng ông quên, sao ông còn lên? Ngọc mỉm cười đáp. Tôi vẫn cố quên, nhưng nào có quên được. Rồi, Ngọc buồn rầu kể lễ. Nếu chú thấu nỗi đau đớn khổ sở của tôi, thì chú cũng sẵn lòng tha thứ cho tôi. Mời ông hãy vào chùa chào cụ, cụ nhắc đến ông luôn, cụ nhớ ông lắm. Ngọc dội gạt. Không, tôi không lên thăm cụ, tôi chỉ lên thăm chú một lát rồi lại về ngay bây giờ. Lan đỏ bừng mặt, Ngọc tưởng Lan xấu hổ, nhưng chính Lan sung sướng quá. Ngọc nói tiếp. Tôi lên thăm chú, vẫn biết đối với lời hứa, đối với lời thề, tôi rất có lỗi, mà nhất là đối với đời tu hành của chú, tôi rất là người có tội. Nhưng chắc Phật tổ cũng thấu lòng chân thành, rõ nỗi đau đớn của tôi mà xá tội cho tôi lan mắt lờ đờ nhìn phía xa nhưng gần tối rồi ông về bằng gì tôi về bằng xe đạp xe tôi để tựa ở ngoài hàng rào kia nhưng từ đây về bắc cũng đã xa rồi lại còn từ bắc về đến hà nội ông đạp sao nổi cũng phải nổi lần này là lần thứ ba rồi hai lần trước tôi cũng đã lên nhưng lại về ngay sợ hãi không dám vào thăm chú giá lần này ông cũng về ngay thì phải ngọc không để ý đến câu trả lời của lan lại gần đứng tựa vào cây trầu ngay chỗ lan ngồi nhìn lan không nói lá rụng lan giật mình bảo bạn nhỡ cụ biết ngọc vẫn nhìn lan đôi mắt âu yếm nồng nàn cụ biết thì ta thú tội với cụ là cùng chứ gì lan cười nhạt nói tôi tưởng ông là bậc quân tử đáng kính đáng tôn ai ngờ thấm thoát mới sáu tháng trời ông đã quên được lời thề ngọc nghiêm sắc mặt trả lời chỉ vì tôi không quên được lời thề nên tôi mới khổ bản tính con người là quên mà muốn đi tới hạnh phúc lại cần phải quên nếu tôi quên được hết quên lời thề quên cái đêm trăng rọi trên đồi quên lời ăn tiếng nói của chú quên sự gặp gỡ của đôi ta quên chú, quên hết thì đâu đến nổi. Nhưng trái lại tôi nhớ, tôi tưởng tượng như mọi sự mới xảy ra hôm qua. Nào phải chăng tôi sống trong cảnh mộng? Lan ngồi nghe, cặp môi hơi hé mỉm cười, mắt liêm diêm như đương thiêu thiêu trong giấc mộng. Ngọc nói lời rầu rầu, xe sẻ như người ru em. Mặt trời đã gần lặng sao đồi, mặt trời lạnh lẽo mùa đông, gió chiều thoảng qua. Lá rụng lan mở bừng mắt thở dài không không bao giờ thế ngọc vẫn như người mê man nói luôn phải nào phải đâu tôi sống trong cảnh mộng sáu tháng tôi ở xa chú tôi coi như sáu năm lan giọng hơi run ông ông điên mất rồi ông tha lỗi cho tôi nhưng thực ra ông điên mất rồi ông nên cởi xe đạp trở về nhà ngay không cụ biết thì bí mật đến tiết lộ mất vì ông điên mất rồi Ngọc cười rằng, tôi dạy ngay đây, nhưng tôi thú thực với chú rằng, không bao giờ trí tôi lại sáng suốt như bây giờ. Những lời tôi nói với chú, tôi nguyện có Phật tổ chứng minh, thật ở tận đáy tâm can mà ra. Tôi vẫn biết lòng chân thành của tôi không thể cảm được linh hồn chú, nên hôm nay tôi chỉ lên từ biệt chú một lần cuối cùng mà thôi. Từ nay, kẻ Bắc, người Nam, xin không gặp mặt bao giờ nữa. Lan hai tay bưng mặt, nước mắt ràn rùa ướt cả vạt áo. Lan cố giữ linh hồn lãnh đạm nhưng chỉ giữ được đến thế. Ngọc dội cúi xuống đỡ tay Lan, kêu gian. Ngọc xin lỗi Lan. Đấy, Lan nghĩ mà xem, Lan có thể không yêu Ngọc được đâu. Cặp linh hồn đôi ta như một điệu âm nhạc, không cảm động nhau sao được. Dưới chân đồi, mấy đứa trẻ một đồng cưỡi trâu về chuồng cười đùa vui vẻ trên cây trầu đàn chim sẻ đuổi nhau tiếng kêu chip chip lá rụng làng đứng phát dậy khẽ đẩy bạn ra không không bao giờ như thế được ngọc lắc đầu thở dài tôi thương hại chú quá tôi cũng đáng thương nhưng chú còn đáng thương gấp trăm gấp nghìn lần linh hồn chú bị ái tình và tôn giáo hai bên lôi kéo mà lại trời lại phật hai cái mảnh lực ấy lại tương đương nên tâm trí chú càng bị thắt chặt vào hai tròng. Làng nhíu đôi lông mày lùi lại một bước. Thôi, ông đừng nói nữa. Mỗi lời nói của ông như đốt, như xé ruột gan kẻ tu hành này. Ông nên về ngay đi. Dân, thì tôi về. Xin kính chào chú, ở lại nhé. Nói xong, Ngọc quay đi. Làng ngồi phịch xuống bưng mặt khóc. Ngọc rón rén trở lại, yên lặng, đứng ngắm lan. Mặt trời đã lặn sau dãy đồi tây, dạng dật nhuộm màu ảm đạm, lá rụng. Lan mở tròn mắt, ngơ ngác nhìn rồi mỉm cười. Ông vẫn chưa về. Lan coi, Lan đuổi Ngọc về, mà Lan vẫn mừng Ngọc còn ở lại. Trí Lan đi một đường, tâm Lan đi một lối, Ngọc thương Lan, Ngọc muốn hy sinh vì Lan nhưng chẳng biết xử trí ra sao bây giờ. Lan đâm đâm nhìn về phía chùa, xe sẻ nói. Quên, phải quên. Nhưng nào quên được? Nếu thế, thì chỉ còn một cách bỏ chùa đi trốn. Lan sợ Ngọc hiểu lầm, nói tiếp luôn. Bỏ chùa đi trốn, đến tu ở một ngôi chùa khác, một ngôi chùa trên thượng du. Ngọc có vẻ sợ hãi dội dạc không nên nếu lan đi thì ngọc sẽ chết khô héo mất ngọc chẳng dám mơ màng nọ kia chỉ ao ước thỉnh thoảng được lên chùa nhìn thấy mặt lan là đủ rồi vậy nên xin lan cứ ở đây tu hành rồi ngài ngọc được nghĩ lại cho phép ngọc phóng xe đạp lên chùa thăm lan lan có ưng như thế không lan mỉm cười nếu được mãi như thế tôi xin thề với lan rằng tôi giữ mãi như thế tôi xin diện Phật tổ tôi thề với Lan rằng suốt một đời, tôi sẽ chân thành thờ trong tâm trí cái linh hồn dịu dàng của Lan. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là suốt đời tôi không lấy ai, chỉ sống trong cái thế giới ảo mộng của ái tình lý tưởng, của ái tình bất dông, bất diệt. Lan hai dòng nước mắt đầm đìa, dịu dàng, bảo vàng. Không được. Còn gia đình ông? Ngọc lạnh lùng. Gia đình Tôi không có gia đình nữa Đại gia đình của tôi nay là nhân loại, là vũ trụ Mà tiểu gia đình của tôi là hai linh hồn đôi ta Ẩn nấp dưới bóng từ bi Phật tổ Lan tươi cười ôm tồn bảo bạn Tôi không ngờ Phật giáo đã cảm hóa ông đến như thế Ngọc vui vẻ Yêu là một luật chung của dạng vật Là bản tính của Phật giáo Ta yêu nhau Ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng Phật tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế. Lan đưa dội giặt áo lao nước mắt. Tôi hiểu ông lắm rồi, tôi xin ông lại nhà, kẻo giờ sắp tối. Ngọc vui vẻ, vậy chào Lan ở lại nhé, ngày khác sẽ gặp nhau. Lan nghĩ ngợi nhìn Ngọc, khẽ gật đầu mỉm cười không nói. Ngọc từ giả Lan dắt xe đạp xuống đồi. Bây giờ sắc trời dịu dịu, dặn giật như theo tiếng chuông chiều Thông thả rơi vào quảng êm đềm tịch mịch Làng đứng chắp tay tụng niệm Mắt lờ đờ nhìn xuống Con đường đất quanh co Lượng khúc dưới chân đồi Gió chiều hiu hiu Lá rụng Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Dây Đô ngày hôm nay Để giúp cho Mưa Dây Đô Có thể duy trì công việc thực hiện sách nói Chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video mười radio xin chân thành cảm ơn